Bạn chắc là cho phép mình được xưng chị ha, chắc là trong đây cũng sẽ có một vài anh chị, mình đoán là một vài anh chị lớn tuổi hơn mình, nhưng mà mình nhìn vào cái Instagram thì mình có thể thấy là mọi người có vẻ là nhỏ hơn mình thôi. Mình xin xưng chị để cho nó dễ, cho nó thân thiện. Thì hôm nay rất là vui khi được ở đây nói với mọi người về một cái chủ đề mà theo như cái khảo sát của ban tổ chức lúc nãy á, thì cũng có rất là nhiều quan điểm khác nhau, thậm chí là sẽ có những cái định kiến. Tuy nhiên là chúng ta đã có định kiến về cái đó rồi, và thực ra là cái chuyện tìm hiểu về cái đó nó cũng không có phải là khó, nhưng mà các bạn vẫn ngồi ở đây để trò chuyện trong cái buổi hôm nay. Thì đây là một cái tinh thần rất là hoan nghênh, cũng như là nó rất là dễ cho một cái buổi để mình có thể bắt đầu trò chuyện. Và lúc nãy cũng có rất là nhiều những bạn đã tích vào cái phần là nhắc tới nghệ thuật chiếm đoạt là copy là đúng hay sai, thì rất là nhiều bạn đã tích vào cái phần là tùy tình huống. Và thì với một cái tinh thần như vậy thì mình rất là hy vọng ở trong cái buổi trò chuyện này, mọi người có thể nhìn một cái vấn đề nghe nó rất là gây tranh cãi, rất là thu hút và rất là khó phân đoạt ở các cái góc nhìn khác nhau. Thì cũng như An đã nói lúc nãy, chia sẻ với các bạn, thì mình là giáo viên và cũng là người thiết kế chương trình học cho các cái bạn từ 2 tuổi cho tới 18 tuổi và cả chương trình đại học. Thì trong cái quá trình mà mình đi làm, đi học, thì cái vấn đề lấy cảm hứng nè, hoặc là những cái từ như là bắt chước, đạo, bị ảnh hưởng, nó luôn xuất hiện. Tại vì mình là giáo viên dạy thời trang, mà đặc biệt là trong cái lĩnh vực thời trang hoặc là lĩnh vực thiết kế sáng tạo, thì cái ranh giới giữa lấy cảm hứng và copy nó rất là mong manh. Và đôi khi chỉ cần một chút xíu thôi thì mình có thể là trở thành một người copy, hoặc là trở thành người được truyền cảm hứng. Thì trong cái buổi thảo luận ngày hôm nay á, thì mình muốn chúng ta sẽ tìm hiểu và làm rõ cái vấn đề nghệ thuật chiếm đoạt là gì. Thì thực ra cái này bạn đọc ở trên 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 internet hoặc là sách báo thì nó rất là nhiều. Tuy nhiên là để mà trải nghiệm thật sự á, thì chắc là trong chúng ta cũng sẽ không có quá nhiều bạn từng thực hành cái nghệ thuật này, cũng như là tiếp xúc trực tiếp với cái nghệ thuật này. Và chúng ta cũng sẽ hy vọng là trong cái buổi này chúng ta sẽ tìm ra được cái ý nghĩa của cái thuật chiếm đoạt, cũng như là mình sẽ có cái cách ứng dụng của cái nghệ thuật này trong công việc, trong cuộc sống. Và kết thúc một cái buổi cuộc buổi này thì ban tổ chức ơi, cho chị qua cái slide tiếp theo được không? Dạ, yeah. Thì đây là ba cái gọi là objective, à, tức là cái mục tiêu của cái buổi hôm nay. Thì cái kết thúc cái buổi hôm nay thì mình sẽ không có nhiều thời gian để làm việc cùng với nhau. Tuy nhiên là Học viện Nghệ thuật Thị giác Đương đại Việt Nam sẽ gửi, cùng với ban tổ chức sẽ gửi tới các bạn một cái worksheet. Worksheet nó giống như là một cái tờ bài tập vậy ha. Thì mình sẽ hôm nay mình đã thảo luận những cái gì thì mình lại gặp lại trong cái tờ worksheet đó, và ở trong đó có những cái guideline, những cái hướng dẫn, và các bạn có thể sáng tạo một cái tác phẩm theo từng bước, và sau đó mình có thể chia sẻ với mọi người. Có thể là cuối cuối cái buổi hôm nay á, thì ban tổ chức sẽ nói kỹ hơn về cái worksheet này cho các bạn. Hay chắc là mình sẽ thêm một cái vấn đề nữa, mình sẽ có những cái lưu ý cũng như là giới hạn trong cái buổi thảo luận ngày hôm nay. Thì để mà giúp mọi người có thể hiểu rõ cũng như là cảm nhận được cái nghệ thuật này, cũng như là phân biệt những cái từ liên quan tới cái thuật chiếm đoạt, thì mình xin phép giới hạn trong cái lĩnh vực
thị giác thôi, nghệ thuật thị giác thôi, mỹ thuật thị giác thôi, có thể là hội họa này, điêu khắc và một chút xíu về thời trang để cho mọi người dễ hiểu nhất có thể. Và cũng như là trong ba cái lĩnh vực này, tại vì mình cũng đang làm online và chỉ thông qua hình ảnh thì mọi người có thể tiếp cận dễ dàng. Và ở trong cái buổi này, cũng như là cái sự mong đợi của mình, mọi người hãy nhìn cái nghệ thuật, cái sự chiếm đoạt, cái động từ chiếm đoạt, nó ở một cái góc tích cực hơn, nó trở thành một cái nghệ thuật, chứ mình không có nhìn ở cái góc độ là nó khá là tiêu cực hay vân vân. Thì đó là cái tinh thần của cái buổi hôm nay. Bên cạnh đó thì có một số những cái tiêu chí về chọn tác phẩm, thì mình sẽ chọn những cái tác phẩm nó được công nhận là tác phẩm chiếm đoạt. Cái đó là cái thứ nhất, tại vì mình sẽ không có đụng vào những cái tác phẩm mà nó đang gây tranh cãi, vì cái này cũng như các bạn cho ý kiến ở cái phần đầu, nó rất là phức tạp, nó gây tranh cãi vân vân, cho nên là mình sẽ chọn những cái mà nó dễ hiểu, nó gần với chúng ta, và quan trọng nhất, nó được công nhận là một tác phẩm chiếm đoạt rồi. Trong phần này mình cũng sẽ có đề cập tới luật bản quyền cũng như là quyền tác giả. Tuy nhiên mình sẽ không đi sâu ở cái góc độ về kinh tế hoặc là những cái góc độ khác, mà mình chỉ nói một cách đơn giản là ở cái khía cạnh của một người làm nghệ thuật thì bạn hiểu là luật bản quyền cũng như quyền tác giả, trong khi bạn sử dụng hoặc là có thể tác phẩm của bạn bị chiếm đoạt chẳng hạn, thì đó là một số những cái giới hạn. Và thực ra là cái giới hạn này nó không phải là để cấm đoán hoặc là mình không được nói, mà nó chỉ giúp chúng ta đạt được cái mục tiêu. Và chắc chắn là sẽ còn rất là nhiều những cái cơ hội mà Collab hoặc là VCVAA có thể tổ chức những cái buổi workshop hoặc là những cái buổi nói chuyện sâu hơn về các cái lĩnh vực cũng như rất là nhiều những cái khía cạnh của copyright, của chiếm đoạt, rất là nhiều. Cho nên là ở một cái buổi mở màn như ngày hôm nay thì mọi thứ nó sẽ rất là nhẹ nhàng để mọi người có thể hiểu hơn. Nhưng nói tới đây cái căng thẳng. Thực ra là mình cũng quen dạy sinh viên rất là nhiều. Ví dụ như khoảng 200 sinh viên thì chắc là mình đã từng dạy rồi đó. Nhưng mà dạy online thứ nhất là không phải dạy online mà là nói chuyện online mà tới 125 người thì đây là lần đầu tiên. Thôi chắc là để cho đỡ căng thẳng thì mời các bạn sẽ quan sát cái tấm hình ở cái slide tiếp theo, và sau đó thì ở trong cái bot chat của các bạn nó sẽ có cái một cái link, bạn click vào đó và trả lời. Rồi câu hỏi nha, các bạn chuẩn bị được chưa các bạn? Và ok, rồi thôi, lộ hàng rồi, lộ luôn đi An ơi. Rồi các bạn có thể trả lời bạn gọi những cái hình ảnh này là gì. Chị xem kết quả ở trên màn hình luôn hay là chị sẽ vô đâu ha? Ok, chắc đợi ha, chờ đợi. Dạ đúng rồi. Nó sẽ hiện lên màn hình đúng không em? Dạ đúng rồi chị. Chị đợi xíu nha. Rồi, vì đây là lần đầu tiên á, cho nên là nếu như mình có gì thì mọi người cũng thông cảm, mình thoải mái, mình tự nhiên thôi ha. Ok, để xem câu trả lời của các bạn là college, retalk, ảnh chế, dị, biến dị, trào phúng. Chà, và ở đây cái từ meme nó rất là to. To thiệt là to ha các bạn. Ảnh chế, collage art, đồng ý, collage art, cắt dán ha. Tranh biếm họa, yes. Trào phúng, ghép ảnh, Photoshop, abstract, châm biếm, cắt tan, cắt tân, dạ, dị. Và cái từ meme nó rất là to. Cái từ meme to có nghĩa là nó được
comment nhiều nhất hả em, hay là nó đúng ý? Comment nhiều nhất hả chị? À ok, à, tất cả những cái từ đều rất là thú vị ha các bạn. Dị, chắc là dị. À, xin lỗi các bạn nha, mình sẽ luôn liếc qua cái bên tay phải, tay trái gì đó của các bạn để mà nhìn một cái màn hình khác, tại vì trên đây mình phải nhìn quá nhiều thứ. Relica. Yeah. Rồi mọi người cứ thoải mái nha, cái buổi hôm nay nó có thành công hay không là do cái sự tương tác của các bạn, tại vì Ly cũng giống như các bạn là cũng rất là tò mò về cái vấn đề này, mình cũng gặp hàng ngày á, nhưng mà mình càng đọc thì mình cũng càng thấy nó gây tranh cãi và phức tạp, cho nên là mình cần phải thảo luận với nhau. Yeah. Đỉnh cao sáng tạo. Thời thế, ảnh chế, não to khủng khiếp. Ok, remark. Giải trí. Đúng là từ mem lúc nào nó cũng sẽ to nhất. Có thể là creative, yes. Photoshop, parody, retouch, remark, biến dị. Rồi khẩn trương lên nha các bạn ơi. Abstract, cắt tầng, collage, mềm, yeah, mềm. Ok, rồi đúng như các bạn nói, đây là ảnh chế mềm. Và những cái hình ảnh này, em có thể chuyển cho chị qua cái slide khác ha, thì nó sẽ xuất hiện rất là nhiều, xuất hiện hàng ngày xung quanh chúng ta. Và đặc biệt là sẽ luôn có những cái nhân vật được sử dụng trong cái ảnh này. Và hầu hết khi mà đưa cái nhân vật này ra trong một cái bối cảnh hoặc trong một cái nhóm người nào đó thì mọi người đều nhận biết được cái nhân vật này. Và thường là cái nhân vật này sẽ là, ví dụ như trong ảnh các bạn đang xem là cái từ khóa Meme Mona Lisa chẳng hạn, thì cái cô này cổ là biểu tượng của cái vẻ đẹp thời kỳ phục hưng, cái tác phẩm này của Leonardo da Vinci giống như là một cái tượng đài của nghệ thuật, văn hóa nghệ thuật của thời kỳ phục hưng. Nhưng ở tùy hoàn cảnh thì cổ được thay đổi và nó gây cho mọi người những cái tiếng cười cũng như là những cái suy nghĩ khác nhau. Đôi khi mình rất là vui, mình cười đó, mình thấy đó, nhưng mà sau đó thì mình suy nghĩ lại, có thể nó sẽ rất là chua chát, hoặc là ok, nó chỉ just for fun thôi các bạn ha. Thì đây là ảnh chế, tiếng Việt là ảnh chế, là meme, hoặc là một số lúc nãy các bạn cũng dùng, có một số bạn thì thấy nó rất là sáng tạo, vân vân. Vậy thì một cái câu hỏi nữa, có vẻ nó sẽ hơi thừa nhưng mà ok, các bạn cũng có thể trả lời là các bạn có nghĩ đây là nghệ thuật không? Ok, rồi các bạn nhấn vào link và sau đó thì trả lời giống như tương tự lúc nãy ha. Chắc là sẽ có một số bạn sẽ có cái quan điểm khác. Yes, no, mình không biết. Mình đợi cô trả lời, mình đợi các bạn khác trả lời chẳng hạn. Ok, các bạn có thể trả lời ha. Đây, có phải là nghệ thuật không? Bây giờ số người tham gia đã lên 133. Hy vọng là mọi người sẽ vẫn tiếp tục vô để cái phần thảo luận của chúng ta nó sẽ có nhiều cái góc nhìn khác nhau. Dạ, đây có phải là nghệ thuật không mọi người ơi? Chị vẫn đợi kết quả phải đúng không? Ban tổ chức.
Ok chị, mình sẽ share kết quả nha. Ok. Yes. Hơn 50% trả lời là đây là nghệ thuật, 36% trả lời là no và còn lại là không biết. Ok, cho chị qua slide tiếp theo. Thì dù bạn không biết, dù bạn xem nó là nghệ thuật hay không nghệ thuật, thì hình ảnh của cái cô Mona Lisa, đây đây là một cái tác phẩm mà khi bạn search những cái keyword sau đây, thứ nhất là Dada. Dada là một cái chủ nghĩa, nó liên quan tới tư tưởng văn hóa nghệ thuật ở đầu thế kỷ 20 và nó chống lại truyền thống, chống lại tư bản, nó hướng tới những cái về quyền con người, về chống chiến tranh, về tự do, và nó mở ra một cái thời kỳ khai phóng về quyền tự do của con người và rất là nhiều những cái tự do về tư tưởng, rất là nhiều những cái nghệ thuật cho tới tận bây giờ nó lấy cảm hứng từ chủ nghĩa Dada. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là appropriation, là một cái nghệ thuật mà khi bạn search tới nó sẽ ra cái bức ảnh này. Và cho dù bạn nói nó không phải là nghệ thuật hay bạn đồng ý nó là nghệ thuật, bạn không biết gì thì mình vẫn phải chấp nhận một việc là đây là một cái bức ảnh chế và nó được công nhận là nghệ thuật. Ở thời kỳ này người ta không có gọi nó, người ta chưa dùng cái từ thuật chiếm đoạt, nhưng ở trong cái tác phẩm này bạn sẽ thấy là cô Mona Lisa được in ra một cái tấm bưu thiếp, và sau đó thì nghệ sĩ chỉ đơn giản là vẽ một cái bộ râu lên mặt của cổ, và cái người nghệ sĩ đó là Marcel Duchamp. Ông này thì không có theo ông không có tự nhận là ông theo chủ nghĩa Dada hoặc là siêu thực, nhưng khi mà bạn search về hai cái từ, hai cái nghệ thuật này thì người ta sẽ luôn nói về Marcel Duchamp. Cho chị qua cái slide tiếp theo ha. Mình sẽ quay trở lại với cái nghệ sĩ này sau ha. Chỉ xác nhận với các bạn là bạn có quyền nói nó là nghệ thuật hay là không, nhưng khi mà search về những cái nghệ thuật như vậy thì nó sẽ ra cái ông đó rất là nhiều. Và bây giờ mình quay lại với nghệ thuật chân chính ha các bạn. Đây là một cái nghệ thuật, đây là những cái tác phẩm mà khi nhìn vào, ví dụ như Mona Lisa thì ai cũng biết, trong trong cái buổi trò chuyện này chị dùng Mona Lisa rất nhiều nha, và tới giữa giữa hoặc khúc cuối thì mọi người sẽ cùng với chị trả lời câu hỏi là tại sao Mona Lisa được sử dụng nhiều dữ như vậy. Tác phẩm Em Thúy của Trần Văn Cẩn là một cái tác phẩm cùng với Thiếu Nữ Binh Hoa Huệ và rất là nhiều những cái tác phẩm khác là biểu tượng của mỹ thuật đương đại Việt Nam. Hoặc là cái bức chân dung của Dora Maar là một cái tác phẩm cũng rất là nổi tiếng của Picasso. Thì bạn sẽ nhìn vào những cái tác phẩm mà được công nhận là nghệ thuật. Dù mình thích hay không thì mọi người cũng gọi đó là nghệ thuật trong bảo tàng rồi đó. Vậy thì một cái câu hỏi đặt ra là khi mà bạn xem một cái tác phẩm nghệ thuật á, thì để đánh giá nó bạn dựa vào cái tiêu chí gì? Ở cái phần này bạn có thể chia sẻ cái suy nghĩ hoặc là cái ý kiến của bạn ở trong cái phần chat box. Các bạn comment vô ha. Rồi, đây. Các bạn ơi, các bạn mà chị quen ơi, các bạn hoặc là những người mà chị không quen ơi. À, Đại Cương Mỹ Học. Dạ, Đại Cương Mỹ Học, sự đồng cảm, cảm xúc mà nó mang tới. Kỹ thuật chiều sâu, câu chuyện truyền tải, cảm xúc, ý nghĩa và ứng dụng xã hội, nội dung. Nội dung có nghĩa là ý tưởng, thông điệp, ý nghĩa cảm xúc, ý tưởng, giá trị mà nó mang tới, background xã hội, cảm nhận cảm xúc, độc đáo, câu chuyện, ấn tượng cảm xúc, mục đích, giá trị, câu chuyện và ý nghĩa đằng sau, cái nhìn của thời đại, nội dung, kỹ thuật, sự yêu thích cá nhân, ý tưởng. Sẽ có rất là nhiều thông điệp. Ok. Sáng tạo, tiền, sự thu hút, là mình suy nghĩ. Hầu hết tất cả những cái ý kiến của mọi người á, nó sẽ chia thành ba nhóm.
Và đây cũng là các cái thành tố tố cơ bản để mình có thể xem xét một cái tác phẩm nghệ thuật. Và hôm nay chúng ta, để nói cái flow hôm nay thôi, chúng ta sẽ là người xem tranh nè. Sau đó thì mình sẽ bình luận về bức tranh và mình sẽ dựa vào ba cái thành tố cơ bản này để mình sẽ bắt đầu từ giờ trở đi mình xem xét tất cả các cái tác phẩm dựa trên ba cái thành tố này. Thứ nhất là về hình thức. Hình thức nó sẽ trả lời cho cái câu hỏi là những cái gì mà nghệ sĩ muốn chúng ta thấy. Nhìn vào bức tranh bạn thấy cái gì? Ví dụ như tôi thấy màu, tôi thấy hình ảnh cô gái, tôi thấy chất liệu, tôi thấy bố cục. Và những cái này mà những bạn mà học về thiết kế, về design hoặc mỹ thuật á, mình sẽ gọi là yếu tố và nguyên lý tạo hình. Yếu tố tạo hình sẽ gồm có đường nét, hình ảnh, màu sắc, vân vân. Nguyên lý thì nó sẽ có lặp lại, nó sẽ có tỷ lệ gì đó vân vân. Thì tất cả những cái này nó sẽ là gọi là hình thức của tác phẩm. Và cái thành tố tiếp theo đó là nội dung. Nội dung của tác phẩm thì như các bạn nói á, là nó tạo cho mình cái điều mà mình làm cho mình suy nghĩ, ý nghĩa, tức là những cái điều mà họa sĩ muốn chúng ta suy nghĩ, là thông điệp của tác phẩm đằng sau những cái hình thức ha. Và cuối cùng là context, là bối cảnh. Bối cảnh ở đây nó sẽ trả lời cho ba cái chữ W, đó là who, where, when. Và who, where, when là cái bức tranh đó ai là người coi. Ví dụ như trẻ em khi mà nhìn vào một bức tranh, cũng cùng một bức tranh, thì nó sẽ có những cái suy nghĩ, những cái cảm xúc khác. Và người lớn thì người ta sẽ nhìn vào cái bức tranh đó thì người ta cũng sẽ có những cái suy nghĩ khác. Cái tính thời gian của tác phẩm, ví dụ như ở thời kỳ phục hưng, khi mà cái cô Mona Lisa vẽ như vậy thì mọi người ngưỡng mộ, mọi người ca tụng. Và mỹ thuật thời kỳ phục hưng là một cái mỹ thuật mà nó biểu tượng cho một cái vẻ đẹp xác thực, cái sự khoa học ở trong những cái tác phẩm. Nhưng mà qua tới cái ông Picasso đi ha, giống như cái bức tranh lúc nãy đi, thảy vào thời kỳ phục hưng thì trời ơi, không biết là mọi người sẽ nghĩ gì. Hoặc là ví dụ như cái cô em Thúy cũng vậy. Tuy nhiên là ở thời điểm chúng ta thì ví dụ như Mona Lisa có còn được mình quan tâm không? Hoặc là những cái bức tranh hoặc là những cái tác phẩm như em Thúy có được mọi người quan tâm hay không? Thì cái đó nó có tính thời gian, cái tính lịch sử. Và đôi khi nó liên quan tới không gian nè, địa lý, văn hóa đó. Nói chung là nó sẽ gọi là bối cảnh. Ví dụ như văn hóa thì ở Việt Nam mình có thể chấp nhận những cái tác phẩm như vậy, nhưng khi mà chuyển qua một cái văn hóa hoặc là những cái người thuộc cái nhóm tôn giáo khác thì cái tác phẩm đó đôi khi nó không được trân trọng hoặc nó không còn cái ý nghĩa như vậy nữa. Vậy thì với ba cái yếu tố này chúng ta sẽ xem xét được các cái tác phẩm dưới góc nhìn của một cái người thưởng ngoạn nghệ thuật ha. Thậm chí là những cái người phê bình nghệ thuật thì người ta cũng sẽ dựa vào các cái thành tố này và một số thành tố khác nữa để người ta đánh giá nhận định một cái tác phẩm. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ là một cái người hiểu, mình một cái người học để hiểu một cái tác phẩm thì nó nên được nhìn nhận như thế nào. Ở đây nó sẽ không có xấu có đẹp, thì các bạn chắc là cũng quen cái câu này rồi ha. Nghệ thuật mà làm gì có xấu đẹp, nó sẽ tùy vào người, tùy vào hoàn cảnh, tùy vào vân vân. Thì chắc chắn là nãy giờ khi mà đọc được các cái câu trả lời cũng như là chia sẻ của các bạn thì cũng có thể hiểu là chúng ta go through cái phần đó. Đó, cho nên là bây giờ mình sẽ đi tiếp qua một cái phần, tiếp tục một cái câu hỏi. Và nhớ là mình sẽ dựa trên ba cái yếu tố này nha các bạn, để mà trả lời cái câu hỏi của mình. Rồi, ở trong cái phần này thì các bạn click vào cái link để trả lời ha. Đâu là tác phẩm gốc? Nói chung là mình cứ trả lời thôi, mình không cần biết, tức là mình thấy, mình cảm nhận sao mình trả lời. Đâu là tác phẩm gốc? Chị là đoán cái bên trái đó. Nhưng mà chị không có trả lời được, tại vì
chị cũng không biết trả lời đâu, chị sợ mất cái màn hình. Rồi cho chị các bạn trả lời nha. Tên của tác giả của tác phẩm này thì chị sẽ nói sau. Bây giờ bên trái bên phải cả hai hoặc là lựa chọn khác. Ok. Thường là khi nào mình mới ok, thôi chị đợi tụi em. Nói chung là tụi em cứ thoải mái show kết quả. Tại chị không rành lắm. Rồi được chưa mọi người ơi? 53. Rồi, bên trái, bên phải, cả hai lựa chọn khác. Có nghĩa là cái số lượng bên trái, bên phải nó bằng nhau. Cả hai lựa chọn khác. Rồi, lát nữa mình sẽ coi cái câu trả lời đó là bên phải hay bên trái. Nói chung cái này hơi nhảm với các bạn, relax thôi. Rồi, cho chị qua coi cái hình khác tiếp theo nha em. Rồi, cũng tương tự với câu hỏi. Tác phẩm nào là tác phẩm gốc? Đây. Rồi các bạn cũng click vào link và trả lời giùm chị nha. Mọi người ơi. Vẫn là bên phải, bên trái, cả hai lựa chọn khác. Và mình sẽ dựa vào ba cái thành tố nội dung, hình thức và bối cảnh để xem xét một tác phẩm, xem thử là nó có phải là tác phẩm gốc không nha các bạn. Và nó như thế nào. 72 người đã vào cái link nhưng chỉ có 55 người trả lời thôi. Ôi những bạn kia trả lời lẹ lên nào. Chắc là khó nghĩ quá. Chị thì nghĩ là không, chị biết kết quả rồi. Rồi cho chị xem kết quả nha ban tổ chức ơi. Bên trái, bên phải. Wow, bây giờ lần này là số bên phải là áp đảo các bạn. Cả hai lựa chọn khác. Lựa chọn khác có nghĩa là gì ha các bạn? Ok, nếu như mà em lựa chọn khác. Ok, bây giờ nếu mà em đánh vào chatbot đó thì nó sẽ hơi khó khăn quá. Thôi để lát nữa mình thảo luận sau. Rồi, vậy thì bây giờ quay lại tấm hình ha. Tấm hình, quay lại tấm hình của cái kỹ thuật nó hơi mất công ha. Ok, không sao. Rồi, đây là hai cái tác phẩm được chụp ở hai cái bối cảnh khác nhau. Một cái là của Worker Event chụp cái phong cách chụp ảnh này nó là phong cách hiện thực, có nghĩa là nó chụp về gia đình của một cái người nông dân. Và nó Worker Event cũng là một cái nhiếp ảnh gia khá là nổi tiếng. Và cái bức hình bên tay phải của các bạn là của Sherry Levin, là một cái nữ họa sĩ, nghệ sĩ. Và cô này cùng với một nhóm ba người họa sĩ đã tạo ra cái nghệ thuật chiếm đoạt của thập niên 80. Và cái chữ appropriation art nó xuất hiện ở thập niên 80 là nó để nói tới những cái công việc mà Living đang làm. Thì ở bên cái tấm ảnh này bạn sẽ thấy hai tấm này y chang. Ủa cái quái gì đang xảy ra ở đây vậy? Và cô này khi mà thấy một cái quyển sách về của Worker Event thì cô chỉ chụp hình lại thôi. Và cô nói đó là tác phẩm của cô. Và cái câu hỏi mà cô đặt ra là khi mà cô chụp tác phẩm như vậy thì tác phẩm này sẽ thuộc qua ai? Tại vì cô là người chụp mà. Và quyển sách đó cô cũng mua. Đó thì là cái câu chuyện mình sẽ nói tiếp về cái tác phẩm này ở cái phần sau ha. Cho chị qua cái phần tiếp theo. Cái hình tiếp theo em.
Và hình tiếp theo thì chị nghĩ là mọi người có thể là sẽ không có biết về câu chuyện tạo ra cái tác phẩm này, nhưng nó rất là quen thuộc. Đặc biệt là những bạn học về thiết kế mỹ thuật hoặc là học về thời trang thì bạn sẽ rất là quen thuộc với cái hình ảnh cô Marilyn Monroe và được Andy Warhol tạo ra như thế này. Và cái kỹ thuật mà anh này sử dụng là kỹ thuật in lụa. Có một số những cái tác phẩm thì ông sử dụng kỹ thuật in in thạch bản. Thì câu trả lời, ví dụ như lúc nãy các bạn nói là cái nào là bản gốc, cả hai cái này nó đều là bản gốc. Andy Warhol khi mà sử dụng cái tác phẩm này á, ổng cũng không phải là người chụp cái cô Marilyn Monroe, ổng chỉ lấy một cái bức ảnh và ổng làm lại cái bản phim thôi. Sau đó thì ổng dùng đúng ba màu, màu vàng, màu hồng, màu xanh ngọc. Và cái tác phẩm này có thể nói là nó là biểu tượng của nghệ thuật pop art, và nó dẫn theo rất là nhiều những cái tác phẩm về chân dung cho tới tận bây giờ được làm với cái phong cách này. Và bên tay phải của các bạn là của Richard Wedderburn, tại cái cùng cái thời điểm đó, khoảng vài năm sau đó thì ông này ổng cũng lấy một cái tác phẩm của Andy Warhol, ổng cũng chụp lại cái bản in đó và ổng in. Và bạn thấy là vì chụp lại một cái tác phẩm đã chụp lại cho nên nó sẽ hơi khác nhau một chút xíu. Và người ta khi mà với hai cái câu hỏi là đâu là bản gốc, thì câu trả lời của rất là nhiều người cũng như là người ta nhận định cả hai cái này đều là bản gốc. Các bạn không có cái nào là sao chép hết. Thì cái chuyện gì xảy ra ở trong những cái trường hợp này? Vậy thì tới đây hai cái tác phẩm trên tất cả những cái tác phẩm mà chị chia sẻ gần đây nhất mà trả lời bên phải hay bên trái, nó đều được gọi là appropriation. Vậy thì theo các bạn thử định nghĩa thôi, dựa vào hai cái tác phẩm đó ha. Mình đương nhiên appropriation là bạn đọc trên mạng nó sẽ rất là nhiều, nhưng bạn định nghĩa dựa vào nãy giờ những cái gì mà chúng ta trải qua, những cái mà chúng ta trao đổi nãy giờ, thì appropriation là gì? Các bạn comment vào cái box chat ha. Chat box. Okay. Chat. Chị sẽ mở comment của các bạn. Các bạn ơi. Các bạn cứ thoải mái ha, tại vì ở trong đây á, mọi người sẽ ở nhiều cái lĩnh vực khác nhau, cho nên là có thể cái suy nghĩ của mình nó sẽ hơi khác mọi người, không có sao hết. Và mình tới cái buổi thảo luận này để vậy mà, để nói ra cái ý kiến của mình. Và chị thì chị đọc rất là nhiều về appropriation, cũng như là chị có ảnh hưởng của nó rất là nhiều. Chị cũng thích nữa, chị cũng thấy thú vị. Nhưng đó chỉ là chị thôi. Thay đổi về hình thức hoặc là nội dung, bắt chước theo người đi trước. Tiếp tục đi các bạn ơi. Có một cái điểm là khi mà mình nhìn vào cái tác phẩm, những cái tác phẩm mà liên quan tới appropriation đó, thường mình sẽ hay nhận ra được cái tác phẩm mà người đó lấy. Hoặc ví dụ như bạn nhìn vào cái tên á, cái tên đặt á, là lấy cái cũ góc nhìn theo mỗi thời đại, tái hiện lại tác phẩm gốc theo cách khác, đồng sáng tạo, cải biên từ cái cũ, tái cấu trúc lại một tác phẩm đã có trước đó, sáng tạo theo ý mình nhưng dựa trên cái có sẵn, học hỏi và sáng tạo, chiếm đoạt làm của riêng. Em nghĩ là một tác phẩm lấy từ tác phẩm đã có, giống chép tranh, kiểu luyện rồi tạo ra cái mới, sử dụng các tác phẩm. Rồi, những bạn mà chưa comment á, hãy suy nghĩ ba cái yếu tố của việc thưởng ngoạn một cái tác phẩm để có thể nói lên cái ý kiến của mình nha các bạn. Từ một tác phẩm có trước, thay đổi màu sắc và có thể thể hiện tâm trạng, cảm xúc của tác giả. Thể hiện tác phẩm đó theo góc nghệ thuật khác, góc nhìn theo mỗi thời đại, tham khảo tác phẩm tạo thành của mình, sao chép và thay đổi góc nhìn theo tác giả. Có một cái chung á, là các bạn sẽ luôn lấy một cái tác phẩm có sẵn, đúng không các bạn? Có nghĩa là một cái câu mà các bạn
comment rất là nhiều, đó là luôn lấy một cái tác phẩm có sẵn, làm mới lại nó, làm mới ở đây. Nhưng rõ ràng là ở hai cái tác phẩm mà mình coi á, thì nó không có gì mới á. Nó gần như là giống nhau hoàn toàn. Thay đổi hình thức để phù hợp. Có chăng, có phải là nó thay đổi bối cảnh không các bạn? Thay đổi bối cảnh hay thay đổi hình thức, có nghĩa là ví dụ như mình coi lại cái tấm hình chụp cái cô gái nông dân á ha, thì mình sẽ thấy là hai cái tác phẩm rất y chang. Nhưng bối cảnh ở đây là gì? Ý nghĩa, có thể là thay đổi bối cảnh, thay đổi ý nghĩa. Ok, như bạn nói thay đổi một trong ba thành tố. Và thay đổi một trong ba thành tố, và nó phải là thành tố nào thì nó mới được xem là tác phẩm chiếm đoạt. Sao chép lại tác phẩm đã có nhưng không thay đổi hoặc thay đổi ít hình thức, họ muốn người xem có thể nhận ra được nội dung của bức gốc. Thay đổi bối cảnh và ý nghĩa. Dạ, chị nghĩ thay đổi bối cảnh và ý nghĩa. Và quan trọng nhất là phải nhận ra được cái tác phẩm gốc. Phải không các bạn? Có nghĩa là nãy giờ dựa vào comment của các bạn. Thì bây giờ tạm thời, đây là lần định nghĩa thứ nhất của chúng ta ha. Có thể là tới khúc cuối mình sẽ định nghĩa nó một cái cách khác. Thay đổi hình thức. Hình thức ở đây là màu sắc, chất liệu, hình khối, không gian, tỷ lệ, variety, moment. Thì chị nghĩ là đối với hai cái tác phẩm mà mình xem vừa xong á, thì cái hình thức nó không được thay đổi lắm. Nhưng có thể, tại vì mình cũng chưa biết cái ý nghĩa của nó như thế nào và nó ở trong cái bối cảnh như thế nào, cho nên chị tạm thời cũng theo như ý kiến của một số bạn thì mình đang thấy là bối cảnh và ý nghĩa nó thay đổi. Vậy thì mình đã có cái định nghĩa của riêng mình rồi. Thì bây giờ chị sẽ đi qua một số những cái nó hơi liên quan tới lịch sử một chút. Nhưng mà mình điểm sơ qua đây là nó không phải là toàn bộ, nhưng mà là những cái tác phẩm mà nó rất là kinh điển, những cái họa sĩ, nghệ sĩ rất là kinh điển trong cái nghệ thuật này. Và kết thúc cái phần này mình sẽ định nghĩa appropriation lại một lần nữa, xem thử là đối với các bạn khi mà hiểu một chút về cái bối cảnh thì appropriation đối với các bạn nó là cái gì ha. Thì chắc là mình sẽ quay lại với Marcel Duchamp cho chị xin. Dạ, thì như đã nói lúc nãy, những cái tấm ảnh chế là được gọi là khởi đầu bởi Marcel Duchamp. Và xin lỗi các bạn, chữ Duchamp nó thiếu chữ P ha. Và như đã nói với các bạn là trong cái tấm ảnh này thì ông đã vẽ cái bộ râu lên cho Mona Lisa và ông ghi cái chữ LHOOQ. Và cái chữ này thì nó có ý nghĩa khá là tục tiểu. Và rất là nhiều những cái nhà phê bình mỹ thuật á, thì họ sẽ họ đều nhận thấy là trong một cái tác phẩm như vậy á, nó trong nó có vẻ như là rất là đơn giản, nhưng mà rõ ràng ông này ổng đã gợi cho người ta những cái suy nghĩ mà có thể nói là về phi giới tính ở trong cái tác phẩm này. Có nghĩa là một cái người phụ nữ là một cái người mà biểu tượng cho một cái vẻ đẹp của phụ nữ thời kỳ phục hưng, nhưng mà ông lại vẽ râu lên. Thì nếu như tìm hiểu về bối cảnh của những năm thập niên 20 á, thì các bạn sẽ biết là trong những cái năm này thì phong trào, ví dụ như trong thời trang thì các bạn sẽ quen thuộc với cái từ flapper, là nói tới những cái cô bắt nguồn từ những cái cô gái đồng tính, nhưng mà sau đó thì họ phát triển rồi cái họ phát triển cái văn hóa đó, và sau đó thì nó ra một cái phong trào giải phóng cơ thể cho phụ nữ. Những cái ví dụ như Chanel cũng là một cái nhà thiết kế mà cổ đã đi theo cái giải phóng cơ thể cho phụ nữ. Và trong thời trang thì thập niên 20 là một cái cột mốc cực kỳ quan trọng, nó đã thay đổi thời trang rất là nhiều. Và ở những năm 20 thì cái vấn đề về
giới tính, về tình dục được mọi người đề cập rất là nhiều. Và đây chỉ là một trong những cái bối cảnh của cái tác phẩm của cái tác phẩm nàng Mona Lisa với bộ râu dê thôi. Bên cạnh đó thì Mona Lisa là một cái tác phẩm bị đánh cắp rất là nhiều, bị nhái rất là nhiều, bị sao chép lại, vân vân. Thậm chí là ở cũng trong những năm đầu thế kỷ 20 á, thì người ta đồn một cái tin đó là cái bảo tàng mà đang sở hữu cái tác phẩm này đã thực ra là đã đánh mất nó rồi. Và rất là nhiều những cái câu chuyện thì cái tác phẩm của Marcel Duchamp nó xuất hiện ở trong cái bối cảnh như vậy, và nó làm cho người ta bật cười, người ta thấy hài hước, và nó đúng tâm trạng của mọi người tại cái thời điểm đó. Thì đó là về bối cảnh của cái tác phẩm này ha. Còn ngoài ra thì ổng cũng không làm gì. Và đối với Marcel Duchamp thì ổng dành cả cái cuộc đời của mình á để mà đi theo cái nghệ thuật ready made. Ổng là người khởi xướng ra cái trào lưu, tức là ổng sử dụng những cái đồ có sẵn, ổng đặt vào một cái, cho chị qua cái slide tiếp theo ha, đặt vào một cái bối cảnh, một cái không gian bảo tàng, và sau đó thì nó trở thành một cái tác phẩm. Và đối với Marcel Duchamp thì ổng đề cao cái khái niệm, cái ý niệm, cái ý nghĩa của một cái tác phẩm nghệ thuật hơn là những cái kỹ thuật hoặc là những cái hình thức mà người nghệ sĩ truyền đạt trong cái tác phẩm. Thì trên hình của các bạn đang xem là những cái tác phẩm mà, tức là mình cũng sẽ phải đặt cái này ở trong cái bối cảnh những cái năm đầu thế kỷ 20, những năm 50-60, thì nghệ thuật nó gần như là những cái gì đó nó rất là hàn lâm, nó sẽ phải được vẽ ra, nó là sự lao động miệt mài của nghệ sĩ, nó phải mang cái tính nguyên bản, nó sẽ là cái điều gì đó mà người nghệ sĩ khám phá ra. Thì ông này ông đi ngược lại hoàn toàn. Thì ông mở đầu với cái tác phẩm Fountain, là một cái bồn tiểu mà trong một cái cuộc triển lãm thì ổng đi ngang qua một cái tiệm, ổng mua, ổng bưng vô, ổng ký tên thôi, và tên nó cũng là tên giả nữa, và tự nhiên mọi người sững sờ, có nghĩa là nó kiểu như là ồ lạ quá, có được hay không, cái này là tác phẩm nghệ thuật hả, nhưng cũng không ai dám nói là nó không phải là tác phẩm nghệ thuật hết. Và cứ như vậy Marcel Duchamp cùng rất là nhiều những cái nghệ sĩ theo cái chủ nghĩa đa chống lại những cái nghệ thuật theo cái kiểu cũ, vẽ trên những cái bức tranh và được trình bày trong những cái viện bảo tàng, và đôi khi gây khó hiểu hoặc vân vân những cái tác phẩm của ổng, nhưng nó gây tranh cãi rất là nhiều ha. Thì cái này vẫn không phải là nghệ thuật chiếm đoạt nha các bạn, chỉ là họ đang sử dụng một cái hình thức biểu đạt nghệ thuật khác để đưa tới những cái nội dung trong những cái bối cảnh nhất định thôi. Và tiếp theo là nghệ thuật siêu thực. Thì nghệ thuật siêu thực thì như các bạn biết, nghệ thuật siêu thực thì nó dùng một cái thuật ngữ là juxtaposition. Juxtaposition thì những bạn mà học viết nhiều á, tức là thay đổi bối cảnh, người ta sẽ hay lấy cái bối cảnh, tức là lấy kinh nghiệm hoặc là lấy những cái bối cảnh khác nhau để cắt ráp lại với nhau, và nó sẽ tạo thành một cái bối cảnh mới cho một cái tác phẩm nghệ về tiểu thuyết hoặc là điện ảnh. Và tương tự với cái nghệ thuật siêu thực cũng vậy. Ở đây là mình đưa ra cái những cái tác phẩm, bên tay trái là những cái tác phẩm collage, bên tay phải thì cũng là ready made. Bên cạnh đó thì nghệ thuật siêu thực, các họa sĩ cũng vẽ bằng tranh hoặc là có một cái kỹ thuật portrait, có nghĩa là chà cái bề mặt cũng khá là thịnh hành. Tuy nhiên là ở đây mình tiếp nối cái phần của Marcel Duchamp á, để các bạn có thể hiểu là nghệ thuật trong cái giai đoạn này người ta sử dụng lại những cái hình ảnh có sẵn, người ta cắt ghép lại, và thông qua đó người ta sẽ mang tới một cái ý nghĩa khác cho tác phẩm. Và lúc này vẫn chưa gọi là thuật chiếm đoạt ha các bạn, họ chỉ họ cũng bị kiện rất là nhiều, cũng gây tranh cãi vân vân, nhưng
cái từ chiếm đoạt nó vẫn không xuất hiện. Và tiếp theo là mình lại quay lại với Andy Warhol, là một cái nghệ sĩ mà ông này rất là nổi tiếng, và có thể nói là trong cả cuộc đời của ổng thì cái việc mà phải đi gọi là đi xử lý những cái vụ kiện người ta kiện mình á, thì nói chung là nó rất là nhiều, và ổng cũng tốn rất là nhiều tiền cho những cái việc là sử dụng những cái hình ảnh của người khác và tạo thành cái tác phẩm của mình. Thì ở bên đây là ảnh của Marilyn Monroe, và cái bức ảnh này nó được chụp vào năm 1953 trong cái bộ phim Niagara. Và nếu như bạn nào mà có quan tâm tới điện ảnh của Mỹ thì Marilyn Monroe gần như là một cái tượng đài, một cái biểu tượng cho sự nữ tính. Cô này cũng khá là tài năng, cổ cũng thể hiện cái tinh thần nữ quyền thông, nhưng cổ rất là nữ tính. Thì khoảng năm 1963 thì cô này cổ tự tự tử ha. Nói chung là cổ mất, và và Andy Warhol đã thể hiện cái sự tưởng nhớ của mình bằng một series những cái tác phẩm về Marilyn Monroe. Đây là một trong những cái tác phẩm đó. Cho chị qua cái slide tiếp theo. Và có thể nói là cái tác phẩm Gold Marilyn. Cho chị qua cái slide tiếp theo nha. Thì alo. Dạ rồi, cảm ơn. Thì ở trong cái tác phẩm này thì cũng như lúc nãy đã nói với các bạn là với ba cái màu cộng với trên cái nền màu vàng gold, thì Andy Warhol có nói về cái tác phẩm này là ổng lấy cảm hứng từ một số những cái biểu tượng về tôn giáo của thời kỳ Trung Cổ, và ổng đặt cái hình tượng Marilyn Monroe vào. Thì ở đây cho thấy cái sự ngưỡng mộ, cái sự ái mộ của cái nghệ sĩ này đối với cô này. Và bên cạnh đó thì một số những nhà bình luận á, người ta cũng nói tới cái, tức là khi mà đặt cái cô này vô thì nó có một cái sự điên rồ khi mà so sánh Marilyn Monroe với lại ví dụ như Đức Mẹ Đồng Trinh của những cái nhà thờ thời kỳ Trung Cổ Byzantine chẳng hạn. Thì đây tức là nó rất là crazy, nhưng mà nó lại là một lần nữa gây xôn xao và làm cho mọi người tưởng nhớ về cô này nhiều hơn. Thì đây là cái bức ảnh đầu tiên. Mình có thể nói không biết nó có phải là ảnh gốc không, tại vì thực ra ổng cũng sao chép, tức là ổng chụp lại của một cái tác phẩm khác. Và sau đó thì như các bạn biết là Richard Pettibon, ổng cũng chụp lại cái bức ảnh này, và sau đó ổng lại dùng cái kỹ thuật in lụa và ổng in lên, ổng cũng chụp thành bản in rồi vân vân. Và ổng lặp đi lặp lại điều này, và Richard Pettibon, đặc biệt là theo dấu của Andy Warhol rất là nhiều. Thì Richard Pettibon ổng làm những cái tác phẩm này ở cái kích thước nhỏ hơn và cũng bán. Và đương nhiên hai ông này sẽ hai nghệ sĩ này cũng có những cái vụ kiện qua lại với nhau và rất là nhiều tranh cãi ha. Tuy nhiên người ta vẫn có thể thấy đây là những cái tác phẩm nó được sinh ra từ những cái tác phẩm khác. Và lúc này mặc dù chưa có gọi là nghệ thuật chiếm đoạt, nhưng mà nó có thể thấy rõ một cái điều là ở những cái năm thập niên 60 á, thì với cái sự ảnh hưởng của hình ảnh, với cái sự phát triển của máy móc, trang thiết bị về in ấn, cũng như là cái xu hướng tiêu dùng, thì những cái tác phẩm nó được sản xuất hàng loạt. Cho chị qua cái slide tiếp theo ha. Mình vẫn tiếp tục nói về Andy Warhol ha các bạn. Thì Andy Warhol làm cái điều này rất là nhiều và với rất là nhiều thứ. Thì ngay cả
Tự nhiên chị quên mất tên. Mona Lisa ổng cũng dùng cái cách như vậy. Hoặc là ở trong đây bạn sẽ thấy là một cái tác phẩm là bốn cái bông hoa, và cái bốn cái bông hoa này có thể nói đây là cái tác phẩm duy nhất của Andy Warhol làm về 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 hoa. Trong khi đó trước đây mọi người hay hay nghĩ tới ổng là những cái tác phẩm nó liên quan tới một cái nhân vật nào đó, hoặc là một cái nhãn hiệu, một thương mại nào đó. Thì trong khi hoa thì sẽ hay được các nghệ sĩ vẽ, nhưng mà ông này ông cũng dùng bằng cái cách của ổng luôn. Và đương nhiên ổng cũng chiếm đoạt một cái tác phẩm của một cái nhà nhiếp ảnh khác, và chắc chắn là sẽ cũng sẽ bị kiện. Và đơn giản là ổng chỉ lý giải là cái sách này ổng mua cái quyển sách này ổng mua và ổng sử dụng làm nguyên liệu để sáng tác ra những cái tác phẩm. Và cho chị qua cái slide tiếp theo ha. Và hoặc là ở đây các bạn sẽ thấy là một cái concept của Andy Warhol. Và đặc biệt là ở trong cái hàng loạt những cái can súp này thì ổng lại vẽ từng cái, tức ổng vẽ sơn dầu lại từng cái bức ảnh. Và cái thông điệp của ổng là nói tới cái chủ nghĩa tiêu dùng. Ổng nói tới, em ơi cho chị chuyển qua cái slide khác ha. Thì ổng có nói là trong khoảng 10 năm ổng ăn cái món này lặp đi lặp lại mỗi ngày. Và với cái món ăn này thì ổng muốn nói tới cái sự đồng loạt, cái sự giống nhau của cái văn hóa tiêu dùng mang lại. Thì và đương nhiên ổng cũng bị cái hãng này kiện, nhưng có một cái điều là tất cả những cái tác phẩm mà ổng lấy ổng chiếm đoạt, hoặc là ngay cả cái tomato này, khi mà bạn lên mạng bạn search, bạn vô cái nhãn hiệu của nó luôn, thì nó vẫn giới thiệu đây là một cái lọ súp truyền thống mà đã từng được Andy Warhol sáng tác trong cái tác phẩm Campbell súp than chẳng hạn. Thì cái việc mà ổng lấy đó, cái hãng này không kiện ổng nữa là vì cái giá trị về thương mại mang ngược lại cho cái hãng này. Thì đó là trong cái trường hợp của Andy Warhol. Các bạn ơi, chị xin lỗi một phút nha, chị cần cắm cái đồ sạc. Ok, chị đã quay trở lại. Xin lỗi các bạn. Vì ok, được rồi. Rồi, và trong suốt khoảng thập niên 60, 70 thì rất là nhiều những cái hình ảnh của các cái thương hiệu, của các cái nhãn hàng được sản xuất hàng loạt, và cái phong cách lặp đi lặp lại cũng như là cái cách mà chụp hoặc là chụp lại một cái sản phẩm, một cái đối tượng, hoặc là lấy từ những cái hình ảnh có sẵn và sau đó chuyển thành cái bản in lụa, nó gần như thành một cái biểu tượng về phong cách, thậm chí về màu sắc vân vân của nghệ thuật pop art. Ở trong cái giai đoạn này, nếu như các bạn tìm hiểu thì nó sẽ có collage art cũng ở trong cái thời kỳ này, nhưng chị không muốn đề cập tại vì sợ các bạn quá rối là người ta cắt ghép những cái tấm ảnh ở trên sách báo tạp chí tạo thành những cái ý nghĩa khác nhau. Và cho tới khi nhờ em chuyển qua cái slide tiếp theo ha. Cho tới khi cái nữ họa sĩ Sari Levin xuất hiện, và cô này theo đuổi cái thuật chiếm đoạt, và ở cái giai đoạn này cái từ chiếm đoạt nghệ thuật nó mới xuất hiện. Thì ở trong cái tác phẩm này bạn sẽ thấy là hai cái người phụ nữ giống hệt nhau, và khi mà cô này chụp hình á, chụp cái bức ảnh này á, thì cổ giống như là đánh thức cái khái niệm về quyền sở hữu. Cổ đặt ra câu hỏi là nếu như cổ là người chụp cái bức ảnh này, vậy thì cái tác phẩm đó thật sự là của ai?
Và cô này dành rất là nhiều thời gian để chiếm đoạt những cái tác phẩm cũng có ý nghĩa tương tự như vậy. Và ở trong cái cuộc đời sáng tác cũng như là sự nghiệp của cổ thì cổ cũng được nhắc tới khi mà sao chép một cái tác phẩm rất là nổi tiếng của Marcel Duchamp là cái bồn tiểu lúc nãy mình đã đề cập. Cho chị qua cái slide tiếp theo ha. Thì cô này thể hiện cái sự ngưỡng mộ cái người Marcel Duchamp bằng cách là cổ làm một cái bồn tiểu mô phỏng lại và cổ cũng đặt tên luôn Fountain, tức là khi mà cô này cổ làm bất cứ một cái điều gì á, cổ luôn muốn mọi người biết là cổ đang bắt chước, đang sao chép cái người nghệ sĩ đó. Và đặc biệt là cổ chỉ chọn những cái người họa sĩ là nam thôi. Thì thông qua cái việc mà chiếm đoạt một cái đối tượng nghệ thuật á, thì cổ cũng muốn nói, tức là cổ cũng nói tới cái tinh thần nữ quyền ở trong đây. Vì cổ nói là ủa tại sao những cái tác phẩm của như những nam nghệ sĩ thì mới được in vào sách giáo khoa, còn trong sách giáo khoa thì lại không thấy đề cập tới những cái tác phẩm của phụ nữ, tức là nữ quyền ở trong cái nghệ thuật. Và từ khi mà cái những cái tác phẩm này nó xuất hiện thì lúc này cái từ appropriation nó mới xuất hiện. Thì câu hỏi đặt ra là với những cái tác phẩm này thì quyền tác giả nó ở đâu và luật bản quyền nó sẽ như thế nào? Thì mời các bạn xem một cái hình ảnh. Đây là một cái case study. Cho chị qua cái slide tiếp theo ha bạn. Đây là một cái case study rất là quan trọng khi mà đối với những cái trường hợp kiện tụng liên quan tới những cái tác phẩm phái sinh hoặc là những cái tác phẩm chiếm đoạt, thì người ta sẽ luôn lấy cái case study này. Thì cái case study này nó được đăng trên cái trang copyright.org. Nếu như mà những bạn quan tâm thì các bạn có thể email về cho ban tổ chức và chị sẽ gửi toàn bộ cái tài liệu liên quan tới cái vụ kiện này tới cho các bạn. Thì có thể mô tả như sau. Ở bên tay trái các bạn là một cái tác phẩm điện ảnh của hãng Gucci. Và Kun là một cái... Kun, mình sẽ gặp lại Kun ha các bạn, gặp lại Kun trong cái worksheet, cho nên là chị sẽ không nói nhiều về Kun để các bạn có thể tự tìm hiểu về Kun. Và đây là một trong những cái mà nó cũng không có quen thuộc lắm với cái người nghệ sĩ này, nhưng ở đây ha thì ổng đã sử dụng cái collage tức là cắt dán những cái đôi chân lại với nhau để quảng cáo thức ăn. Và ở trong đây thì nó có cái đôi giày của Gucci. Và Kun thắng trong cái vụ kiện này vì họ cho thấy là Kun cũng lập luận rất là đơn giản. Kun đã mua cái tờ báo này và sử dụng cái tờ báo này như là một cái nguyên vật liệu thô và đặt trong những cái bối cảnh khác nhau và người ta không nhận ra được cái... tức là không làm ảnh hưởng tới cái giá trị của Gucci, cũng không làm ảnh hưởng tới cái tác phẩm gốc. Vậy thì trước khi nói về luật bản quyền hoặc là quyền tác giả thì sẽ có một cái lưu ý là như vậy. Một cái tác phẩm khi mà nó được bạn tạo ra, cho chị qua cái slide tiếp theo ha. Khi mà nó được tạo ra thì cái người tạo ra nó đã có cái quyền tác giả đối với cái sản phẩm đó rồi. Thì cái đó mình sẽ, những bạn mà học về design sẽ nhớ ha, bạn tạo ra và bạn chứng minh được cái quá trình tạo ra của mình thì tác phẩm nó sẽ thuộc về của bạn. Pháp luật sẽ công nhận, bạn không nhất thiết là phải đi đăng ký hoặc là gì hết. Và cái điều này thì nó được trích trong cái khoản 1 điều 6 văn bản hợp nhất luật sở hữu trí tuệ năm 2013. Thì chị nghĩ là đối với những bạn học về thiết kế, về design thì tụi em sẽ tìm hiểu kỹ cái này một chút xíu để mình hiểu mình quyền lợi của mình. Và quyền tác giả thì nó sẽ khác với gọi là quyền tác phẩm nha các bạn. Nghĩa là
bạn sẽ được nói là người, sẽ luôn được nói là người tạo ra cái tác phẩm đó. Nhưng khi mà bạn bán cái đó hoặc là bạn cho cái quyền sở hữu đó qua cho người khác thì cái đó gọi là quyền sở hữu tác phẩm ha. Thì các bạn sẽ lưu ý, và cái này cái nó là một cái điều cơ bản. Rồi thì ở trong cái đạo luật bản quyền năm 1976 tại Mỹ thì người ta đưa ra một cái luật, và cái luật này á nó nhằm bảo vệ cái nguyên tác của một cái tác phẩm, tức là cái tác phẩm gốc á, nhưng nó cũng khuyến khích những cái ý tưởng chiếm đoạt phát triển. Dạ, thì sau cái đại luật ở cái đạo luật này thì những cái cuộc tranh cãi nó sẽ có cơ sở nhiều hơn, và cũng như là cái nghệ thuật chiếm đoạt nó được công nhận. Còn trước đây thì người ta viết lại lịch sử thì người ta ghi lại như vậy thôi, nhưng mà nó không có được công nhận, nó không có được gọi là nghệ thuật chiếm đoạt ha các bạn. Thì ở một trong những cái bốn cái mục quan trọng, rất rất là quan trọng của cái đạo luật bản quyền, thứ nhất là mục đích và đặc điểm sử dụng của cái tác phẩm gốc á. Ví dụ như bạn đọc luật bản quyền thì bạn sẽ thấy là nếu mà cho mục đích giáo dục thì sẽ không có sao hết. Tuy nhiên là cái bản quyền nó sẽ dễ xảy ra tranh chấp khi mà nó liên quan tới tiền. Đó thì mình sẽ lưu ý những cái phần này ha. Rồi bản chất của tác phẩm có bản quyền thì giống như trong cái trường hợp của Andy Warhol thì ở đây người ta muốn nói là những cái tác phẩm phái sinh á, người ta cũng sẽ cân nhắc là cái sự cái mức độ sáng tạo của nó, để khi mà nó lại bị copy bởi một hoặc là bị chiếm đoạt bởi một cái để thành một cái tác phẩm khác thì người ta sẽ cân nhắc tới cái mức độ sáng tạo của tác phẩm đó nữa. Rồi cái số lượng và tính chất tác phẩm gốc được sử dụng, ví dụ như trong trường hợp của Kuhn thì cái này nó rất là ít, nó không đáng kể chẳng hạn, tức là nó không có ảnh hưởng tới thương mại hoặc là tới giống như là làm mất đi hoặc là vân vân, thì nó cũng sẽ không bị tức là không bị xử phạt chẳng hạn. Hoặc là tác dụng của việc sử dụng đối với thị trường. Rồi đối với tác phẩm gốc thì có bốn cái lưu ý như vậy. Thì nói chung về luật thì người ta nói là không có một cái công thức chung cho tất cả các trường hợp, và ở mỗi cái trường hợp thì người ta sẽ dựa trên những cái yếu tố để cân nhắc rất là nhiều. Thì mình chỉ nói sơ qua về luật bản quyền như vậy thôi, và tới đây thì cũng hơi mệt, chị cũng nói về lịch sử chị cũng hơi mệt. Thì một câu hỏi cho các bạn, nãy giờ xong rồi, các bạn có thể định nghĩa appropriation là gì không các bạn? Dạ. Bây giờ chúng ta còn 124 bạn. Ôi, vẫn còn đông, và bây giờ cũng chỉ chết cha 9 giờ rồi. Ok các bạn ơi, appropriation là gì? Mình định nghĩa một lần nữa xong mình chuyển qua phần khác nha các bạn. Có nghĩa là nãy giờ lúc đầu các bạn đã định nghĩa là thay đổi bối cảnh ý nghĩa. Vậy thì sau khi cả luật bản quyền, cả những cái tác phẩm kinh điển trong những cái bối cảnh khác nhau, vậy thì bạn có định nghĩa lại được appropriation là gì không? Alo? Dạ. Thay đổi bối cảnh và hình thức cho phù hợp với ý đồ của người sáng tạo. Dạ, chính xác. Là sự biến thể có chủ đích, chính xác. Phải có chủ đích nha các bạn. Rồi ở đây các bạn có thể lưu ý tới cái việc là có những cái tác phẩm nó giống y chang như cái tác phẩm gốc. Vậy thì ở trong cái trường hợp đó, ví dụ như mình nói trường hợp của Lavinia ha, cái cô đó cổ chụp lại một cái tác phẩm của một cái nghệ sĩ khác, vậy thì trong trường hợp đó cái gì sẽ được cân nhắc trở thành cái sự sáng tạo, để trở thành nghệ thuật? Tại vì rõ ràng hai cái đó giống nhau. Alo, bối cảnh, dạ, bối cảnh ở đây là có nghĩa là ý nghĩa của cái việc chụp cái bức ảnh đó đúng không? Tinh thần nữ quyền có phải là cái hành động không các bạn? Appropriation trong cái trường hợp đó, dạ, giá trị thời điểm đó bức ảnh mang lại.
Thay đổi. Rồi, chính xác. Đây là một cái câu nói rất là chính xác. Thay đổi nhưng luôn nêu rõ tác phẩm gốc, không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của tác phẩm gốc. Ok, mình khoan xét tới cái chuyện là có ảnh hưởng tới quyền lợi của tác phẩm gốc hay không ha. Nhưng rõ ràng là ai cũng sẽ nhận ra được cái tác phẩm gốc nó là cái gì, đúng không các bạn? Vậy thì nãy giờ mình sẽ có những cái ý như sau. Thứ nhất, cái appropriation đôi khi nó là cái hành động lấy một cái tác phẩm trở thành cái tác phẩm của mình, và quan trọng nhất là mình sẽ phải nói ra tác giả mà mình lấy là ai, hay mình có thể dùng cái từ là copy mà mình trích nguồn đó các bạn. Ví dụ như copy mà mình không trích nguồn á thì hên xui lắm. Ví dụ như có đứa nó biết, có đứa nó không, có người biết có người không thôi các bạn. Và nếu như mà người biết người ta tố bạn lên thì ok, bạn là copy, bạn là sao chép, bạn là đạo, bạn là vân vân. Nhưng ở đây bạn sẽ thấy là tất cả các nghệ sĩ, dạ đúng rồi, copy có trích dẫn đúng không mọi người? Dạ dạ thì cái phần định nghĩa thứ hai thì mình muốn các bạn tiến sâu hơn một chút xíu, có nghĩa là copy có trích dẫn, ai cũng sẽ nhận ra cái tác phẩm đó. Và nếu như mà người ta không nhận, người ta không đủ khả năng để nhận ra thì mình nói cho người ta luôn ha. Rồi vậy thì bạn đã định nghĩa appropriation là như vậy. Vậy thì câu hỏi cho bạn là thái độ của bạn đối với cái nghệ thuật này là gì? Cho chị qua cái slide tiếp theo nha. Thái độ của bạn. À, ok, các thuật ngữ liên quan. Rồi chị xin lỗi, chưa chưa tới cái phần đó chị. Ok, em qua các thuật ngữ đi. Lúc nãy chị lộn trong cái slide của chị nó nhầm. Rồi ở đây mình sẽ có một số những cái thuật ngữ liên quan, mình sẽ quay lại cái thuật ngữ đó các bạn. Thứ nhất là sao chép, bắt chước, đạo văn, chiếm đoạt, lấy cảm hứng. Rồi chiếm đoạt thì nãy giờ mọi người chốt lại một câu là copy có trích dẫn, đúng không các bạn? Và thường là những cái tác phẩm mà chiếm đoạt đó nó chỉ làm cho cái tác phẩm nổi tiếng hơn thôi. Ví dụ như đó là lý do Mona Lisa nổi tiếng qua mọi thời đại vì được copy, được sao chép, được chiếm đoạt quá nhiều. Hoặc ví dụ như là cô Marilyn Monroe và rất là nhiều những cái tác phẩm, ví dụ như trong trường hợp của cái hộp súp Tomato của Campbell ha, thì bạn sẽ thấy là cái thương hiệu đó không kiện nữa là vì họ được mọi người quan tâm quá, họ trở thành một cái đối tượng nghệ thuật và được quan tâm trong xã hội. Đó, và một câu rất hay, copy có trích dẫn. Rồi, vậy thì sao chép? Sao chép là cái hành động mà sao chép hoặc là bắt chước á, là mình sẽ làm lại một cái gì đó giống như cái tác phẩm gốc. Và đôi khi á, trong cái quá trình học hoặc là trong cái quá trình luyện tập á, về các cái kỹ năng, kỹ thuật trong nghệ thuật thì các bạn sẽ được thực hành sao chép hoặc là bắt chước. Và không chỉ trong lĩnh vực nghệ thuật, mình nghĩ là trong các lĩnh vực khác cũng vậy. Ví dụ như viết văn chẳng hạn, thì cái cách dễ nhất để bạn hiểu được cấu trúc hoặc là vân vân thì mình sẽ sao chép trước, hoặc là mình sẽ bắt chước cái đó trước. Và trải qua một cái giai đoạn dài thì có thể mình đã có được một cái kỹ năng nhất định rồi, và mình sẽ sử dụng cái đó cho những cái mục đích khác nhau thì nó sẽ tạo ra cái gọi là sáng tạo. Và đây có một cái từ là đạo văn. Khi nào thì gọi là đạo văn các bạn? Đạo văn là khi nào ha? Đạo văn. Ban tổ chức có thể mở dùng chị cái bot chat được không? Các bạn nghĩ là đạo văn nó sẽ khác sao chép và bắt chước cái gì ạ? À? Copy không trích dẫn, trích đúng rồi, copy không trích nguồn, sao chép mà không trích nguồn. Liên quan, tức là nếu như á, cái này mình sẽ xét tới nghệ thuật ha, mình nhìn lại cái bối cảnh của nghệ thuật, bối cảnh của một tác phẩm, bê nguyên si vào không trích nguồn. Nếu như bạn bê nguyên si vào, bạn cũng không trích nguồn luôn, mà bạn để một mình bạn biết thôi, thì cái đó người ta gọi là sao chép hoặc là bắt chước. Nhưng bạn đem tới một cái buổi triển lãm, bạn xuất bản thì người ta gọi là đạo văn, đúng không các bạn? Dạ, không trích dẫn mà dùng vào buôn bán hoặc là triển lãm, và nói với mọi người tôi làm cái đó nè.
Thì ở đây mình sẽ phân biệt là chiếm đoạt có đôi khi nó cũng rất là giống cái đạo văn á, nhưng họ chích nguồn, họ nói là tôi lấy của tác phẩm của anh Hoa Hồ nè, tôi cần đặt tên luôn là tôi đi theo ảnh hoặc là vân vân đó. Thì chính xác thì mình sẽ phân biệt những cái từ như vậy và lấy cảm hứng là có thể nói là cái hành vi cao cấp của cái việc sao chép bắt chước. Và thực chất con người của chúng ta sống trong từ trước tới nay á, từ từ thời xa xưa, từ thời thời tiền sử chẳng hạn, thì mình cũng đã bắt chước tự nhiên, bắt chước thiên nhiên. Ví dụ như mình có thể thấy gần gũi là cái máy bay đi ha, thì mình cũng bắt chước hình ảnh của con chim, con chuồn chuồn hoặc là vân vân, rất là nhiều thứ như vậy. Nếu như động vật hoặc là loài vật á, mà nó có tiếng nói hoặc là nó mạnh như mình á, rồi nó cũng có luật bản quyền rồi, này là mình chết với tụi nó luôn ha. Thì đây là một số những cái khái niệm, và mình vẫn quay lại cái chuyện là chiếm đoạt, giống như các bạn định nghĩa copy, trích nguồn. Và thường những cái tác phẩm chiếm đoạt, tác phẩm gốc á, nó sẽ rất nổi tiếng để ai cũng có thể nhận ra là bạn đang lấy của người ta và bạn truyền đi một cái thông điệp hoàn toàn mới. Còn cái việc là bạn có thay đổi hình thức của nó hay không, có nghĩa là màu sắc gì đó vân vân, thì do bạn quyết định, do nghệ sĩ quyết định. Rồi đạo văn là mình cũng bắt chước, mình copy, nhưng mình không có nói với mọi người, mình không có trích nguồn và mình nói đó là tôi làm ha. Thì đó là những cái từ mà nó liên quan tới thuật chiếm đoạt, hoặc là những cái từ mà mình hay dùng để nói về một cái hành vi bắt chước, hoặc là sao chép, hoặc là lấy cảm hứng, bị ảnh hưởng vân vân. Và rất mong là sau cái buổi này nè, khi mà chúng ta lao vào những cái buổi thảo luận hoặc là chỉ trích một cái hành động, hành vi ăn cắp nào đó, thì mình vui lòng nhìn lại ba cái yếu tố, để ba cái thành tố mà bạn sẽ đánh giá một cái tác phẩm đó. Thứ nhất là hình thức, thứ hai là nội dung, thứ ba là bối cảnh. Và coi chừng nha, coi chừng cái hành động của mình á, chỉ trích một cái tác phẩm nào đó nhưng nó lại nằm trong cái toan tính của người nghệ sĩ, thì lúc đó bạn là một cái thành tố của tác phẩm nghệ thuật. Có nghĩa là ok, tôi giả bộ, tôi sao chép, tôi bắt chước, tôi đạo á, để cho bạn vô bạn chửi và tôi sẽ quan sát cái hành vi của bạn vân vân. Ok, rất là hắc não đối với cái vấn đề này á các bạn. Rồi chắc là chị sẽ ngừng cái phần này ở đây. Tuy nhiên là có một cái câu hỏi đặt ra cho các bạn, là vậy thì cái việc sao chép hoặc bắt chước đó, nó có xấu không? Lúc đầu mình cũng đã nói về cái phần này rồi, thì bây giờ cái câu hỏi sau khi mà mình đã thảo luận, nghe những cái chia sẻ, thì theo bạn bắt sao chép hoặc bắt chước có xấu không? Thì các bạn hãy comment vào cái bot chat ha. Không hẳn là xấu, tùy trường hợp. Bây giờ tới đây các bạn mệt rồi đúng không? Chị thấy vẫn còn 124, ráng lên, sắp xong rồi. Không xấu nếu nó tạo ra sự khác biệt, phụ thuộc vào mục đích. Con thấy không xấu. Không xấu nếu sử dụng cho mục đích học hỏi. Tùy vào bối cảnh mục đích, không hẳn. Xấu hay không sẽ phụ thuộc vào mục đích của người nghệ sĩ. Chính xác. Khi mà mình nói tới cái việc sao chép hoặc bắt chước, thì bạn phải xác định rõ mục đích. Cái này chị dành cho những bạn sinh viên. Các bạn trong quá trình đi học á, các bạn sao chép và bắt chước rất là nhiều, không sao hết, không có vấn đề gì hết. Đó là một cái cách học. Chị hồi xưa, chị thì vẽ không có đẹp, nhưng mà luyện thi vào trường kiến trúc á, thì tụi chị mua sách Trung Quốc về và chép rất là nhiều. Và khi mà chép á, thì chị nhận thấy là mình luyện được cái tay, những cái nét gọi là đường quyền, quên, đường chì của mình á, đường đường chì của mình, và nó làm cho mình cảm nhận được
cây viết với giấy nó tốt hơn, và khi mà mình quan sát thì lúc này cái tay của mình nó có thể giúp mình vẽ theo ý của mình được. Thì đó là cái mà cái mục đích cũng như cái ý nghĩa của cái việc sao chép và bắt chước. Và như các bạn nói, tùy trường hợp, cái này nó sẽ, cái câu trả lời này chị không biết là tất cả các bạn có trả lời ở đây hay không, nhưng mà ví dụ như so với như lúc đầu á, mình thấy là mình nói tới sao chép bắt chước là có một vài bạn sẽ nói là không thích, ghét hoặc là vân vân ha, thì ở đây mình sẽ thấy cái này nó đã thay đổi rồi. Rồi chắc là mình bỏ qua cái câu đạo là gì ha An, tại vì lúc nãy các bạn cũng đã nói được hết rồi. Thì để kiểm chứng lại thì chỉ có một cái bức tranh. Rồi, các bạn gọi tác phẩm này là, đừng quan tâm ở trên mạng người ta gọi cái này là gì. Bạn ở bên tay trái của các bạn là một cái tác phẩm từ năm 1985. Bên tay phải được Picasso lấy cảm hứng. Ok, lấy cảm hứng tức là ổng nhìn vào cái bức tranh đó và ổng vẽ, và ở trong đây ổng chuyển tải cái tinh thần lập thể ở trong tác phẩm của ổng ha. Vậy thì cái tác phẩm này thì bạn sẽ gọi nó là sao chép, bắt chước, lấy cảm hứng, chiếm đoạt hoặc là khác. Nếu mà khác thì các bạn comment vào, và chị rất kỳ vọng là nó khác ha. Comment vào cái phần chat giùm chị nha. Lấy cảm hứng, chị cũng đồng ý là nó lấy cảm hứng. Vẻ đẹp đa sắc tộc, lấy cảm hứng. Yeah, rất là nhiều bạn comment là lấy cảm hứng, chiếm đoạt. Chị cũng đồng ý luôn, nó cũng chiếm đoạt. Lấy cảm hứng. Rồi, ok. Và cái này là tùy mọi người cảm nhận. Từ lấy cảm hứng được dùng rất là nhiều trong cái trường hợp này. Vì ở trong trường hợp này bạn sẽ thấy là có thể ổng không có điều kiện để đi tới cái vùng này. Tuy nhiên là ổng vẫn muốn vẽ những cái, hoặc là đối với ổng khi mà ổng nhìn vào cái bức tranh này thì đã gây ra cái cảm xúc mạnh mẽ. Và ổng đã dùng một cái thủ pháp khác, một cái kỹ thuật khác, cái tạo hình khác, và thậm chí nó ra những cái ý nghĩa khác. Thì rất là nhiều những cái nhà phê bình thì người ta công nhận đây là cái bức tranh lấy cảm hứng. Nếu là khác thì theo chị nghĩ là gì, chị đâu biết mấy bạn mấy bạn ok, bạn nào ghi khác thì có thể rồi, this in your style, thì chị nghĩ cái từ này nó cũng tương tự với từ lấy cảm hứng. Nếu khác hả, thì chị nghĩ, chị không biết các bạn khác, các bạn nào mà ghi khác á, thì có thể comment lại cho bạn mình là nếu như mà các bạn ghi khác. Vì ảnh khác hoàn toàn, có nghĩa là không phải sao chép, không phải bắt chước lấy cảm hứng, sáng tạo đúng không bạn? Ok, có thể là đã sáng tạo ra một cái mới. Nhưng chị nghĩ cái từ lấy cảm hứng nó có vẻ như là khá phù hợp trong cái bức tranh này. Và Picasso cũng là một người nổi tiếng với cái câu hỏi là một người, câu nói là một người nghệ sĩ giỏi thì sẽ là người nghệ sĩ giỏi là người nghệ sĩ sao chép, và một người nghệ sĩ vĩ đại là nghệ sĩ ăn cắp. Bạn có nói là bố cục giống, có thể là bố cục giống. Tuy nhiên ở trong đây cái bố cục này nó có thể là bạn đang nói những cái người đứng giống, nhưng mà rõ ràng là khi mà ổng đổi màu cũng như là những cái mảng màu nude nó rất là nhiều ở trong đây, và nó đã bố cục ở đây có nghĩa là sự sắp xếp của màu sắc, ánh sáng, hình dạng thì có thể nó đã thay đổi. Nhưng mà ok, đây cũng là một vấn đề gây tranh cãi, và tương tự hai bạn đang tranh cãi là khác vì ảnh khác hoàn toàn, và bạn kia nói bố cục hoàn toàn, thì cái này sẽ tùy vào cảm nhận của chúng ta. Và cái này lần lại một lần nữa các bạn sẽ thấy là bối cảnh của một cái tác phẩm nó rất là quan trọng đối với có thể là với bạn Huệ Lê chẳng hạn, thì cái quan điểm của bạn, vì bạn có những cái suy nghĩ khác thì cái nó cũng nằm trong cái phần bối cảnh luôn, tức là who, tức là ai xem cái tác phẩm này. Rồi cho chị chuyển tiếp theo một cái tác phẩm ha các bạn. Đây là một cái tác phẩm Mona Lisa thiết kế nụ cười của Lãnh Quân, và cái tác phẩm này bán đấu giá rất là nhiều, khoảng gần 300
tỷ Việt Nam thôi các bạn. Và mới vào giữa năm ngoái thôi, năm nay thôi là nó đã gây xôn xao rồi. Vậy thì cũng cùng với câu hỏi kia, bạn gọi cái tác phẩm này là sao chép bắt chước lấy cảm hứng chiếm đoạt hay là gì? Và cái cách mà đặt tên á cũng cho thấy là chiếm đoạt, chiếm đoạt lấy cảm hứng, chiếm đoạt. Và cái phong cách vẽ này gọi là cường thực thôi các bạn, có nghĩa là đẩy cái sự thật, thậm chí là người ta nói là có những cái chi tiết mà không có máy móc nào chụp được luôn và được bán trước mắt, lấy cảm hứng chiếm đoạt, lấy cảm hứng về mặt ý tưởng chiếm đoạt, khác chiếm đoạt. Chị nghĩ là có thể cách đây 50 năm hoặc 100 năm cái này có thể nó gọi là chiếm đoạt, nhưng tại thời điểm hiện tại nó không không tức là chiếm đoạt nó sẽ là những cái hơn nữa, chứ nó không ngừng lại là chỉ lấy cái tư thế đứng và đặt tên. Thì chị không nghĩ đây là một tác phẩm chiếm đoạt, đó là cá nhân của chị thôi nha. Còn mọi người đương nhiên mỗi người sẽ có nha. Chị cũng đồng ý với cái từ bắt chước, bắt chước, nhưng mà để mà ra một cái tác phẩm khác. Và thực ra Mona Lisa ở trong cái thời điểm thời kỳ phục hưng á, thì nó cũng thể hiện cái việc tả thực rất là kỹ. Ví dụ như ở trong cái tác phẩm đó thì người ta đã Leonardo da Vinci á, đã đưa vào trong đó luật phối cảnh, rồi những cái kiến thức về nhân cách cũng như là cái phương pháp sử dụng màu sơn dầu. Thì với cái tác phẩm Mona Lisa thì nó nói chung là nó là tượng đài của mỹ thuật thời kỳ phục hưng, tại vì nó hàm chứa cái yếu tố khoa học trong cái nghệ thuật. Và ở đây thì các bạn đang tranh cãi và chị thích cái điều đó, đó là mỗi người sẽ có một cái cảm nhận riêng. Và thực ra là cái việc mà một cái họa sĩ phát triển lên một hình thức khác và lấy cảm hứng bắt chước, ít nhất cũng đã lấy danh tiếng của Mona Lisa. Thì cái hình thức mà vẽ lại, gợi nhớ lại cho một cái tác phẩm nổi tiếng ở trong quá khứ, bây giờ nó đã quá gọi là quá quen thuộc rồi. Và mọi người đôi khi nó sẽ có một chút xíu chiếm đoạt, nó có chút xíu bắt chước vân vân, và mọi người công nhận cái nghệ thuật phái sinh từ một cái tác phẩm gốc như vậy. Cho nên là chúng ta dù mình thích hay là mình ghét hoặc gì đó vân vân, nhưng nó có một cái nghệ thuật tồn tại như vậy, và ranh giới giữa chiếm đoạt hoặc là bắt chước hoặc gì đó thì nó có vẻ như là không rõ ràng với cái tác phẩm này. Và ở đây mình cũng sẽ phải công nhận cái hành trình tạo ra cái tác phẩm này của nghệ sĩ. Nó giống như một cái bức ảnh chụp, và không phải ai cũng có thể kiên trì bền bỉ để theo cái công việc này ha. Thì cái đây mình sẽ phải công nhận. Và một cái câu hỏi, chị thấy là thời gian có vẻ như là sắp hết rồi, thôi ok các bạn cố gắng lên nha, vẫn còn 124 bạn, mừng quá. Rồi bạn hãy chia sẻ cảm nhận, có nghĩa là thái độ của bạn đối với nghệ thuật chiếm đoạt là gì, bạn ghét, bạn thích, bạn trân trọng nó hoặc là như thế nào, bạn có thể comment vào. Và nhớ là cái câu hỏi này mình đã gặp ở đầu câu rồi, đầu chương trình rồi, và cho tới bây giờ khi mình đã thảo luận với mọi người, mình thấy được những cái góc nhìn khác nhau, thì bạn có cái thái độ như thế nào với nghệ thuật chiếm đoạt, bạn hãy chia sẻ. Ví dụ như là thái độ ở đây có thể là bạn thích, bạn ghét. Gây nhiều tranh cãi, đương nhiên rõ ràng là khi mà một cái tác phẩm mà đưa ra và nó phải gây tranh cãi, nó mới là chiếm đoạt, nó phải để cho mọi người sống lại, mọi người nói ok hắc não, mọi người nói, mọi người phân tách giữa cái sự khác nhau giữa cái tác phẩm gốc và tác phẩm phái sinh, giữa tác phẩm chiếm đoạt và những cái vấn đề mà xung quanh cái tác phẩm đó, thì nó mới trở thành chiếm đoạt được, thích thú và bất ngờ, tạo ra tiếng ồn,
Tùy vào từng trường hợp, như lấy cảm hứng nhưng vẫn phải tôn trọng bản quyền gốc, khơi gợi suy tư, shock effect thú vị và cũng đáng được tôn trọng, tại tạo ra sự đối chiếu và so sánh thoáng hơn, công nhận nghệ thuật này hơn. Em thích vì em nghĩ nó cho người ta câu chuyện từ mỗi cá nhân. Em thích vì em nghĩ nó cho người ta sáng tạo từ một tác phẩm gốc nhưng có phần ý thức của tác giả nữa ạ. Liệu nghệ thuật thuần túy có cần nhiều scandal như chiếm đoạt hay chiếm đoạt là một phần nghệ thuật? Mình nghĩ là cái này là bạn sẽ thấy cái một cái khoảng rất rất là rộng của cái sự tự do trong nghệ thuật. Ha, ở đây mình sẽ không nói là có thích hay không, có đẹp hay không, có đáng tiếp nối hay không. Nhưng rõ ràng khi mà nhìn vào cái nghệ thuật này á, bạn sẽ thấy cái sự tự do trong biểu đạt nghệ thuật của con người nó cực kỳ là rộng. Và nó gần như không có giới hạn luôn. Tại vì bạn có thể vẽ rất là đẹp, một nghệ sĩ có thể là master một cái kỹ năng nào đó. Nhưng có những cái nghệ sĩ họ lại chọn một cái con đường khác, chọn một cái cách khác. Ok, cho chị hỏi là các bạn có thể tiếp tục cái buổi thảo luận này được không ạ? Tại vì giờ thì cũng hơi trễ rồi, cho nên là chị cũng xin lỗi. Thì các bạn có thể tiếp tục không ạ? Nếu các bạn có thể tiếp tục thì các bạn nhấn yes giùm chị. Còn no thì ok, tới đi chị cần thêm vài lời động viên nữa. Yes, rồi, cảm ơn các bạn. Thì chị xin lỗi nha, tại vì ok, tại vì nó dài quá. Ok, chị đi tiếp. Rồi, vậy thì có một cái điều mà chúng ta phải công nhận là nghệ thuật chiếm đoạt, mình thích hay mình ghét gì, nó vẫn là một cái nghệ thuật. Và nó được rất rất nhiều người quan tâm. Và có một cái mà mình cần phải công nhận là nó làm cho mình tưởng nhớ tới rất là nhiều những cái tác phẩm mà cho chị qua cái slide tiếp theo. Nếu như không có cho chị qua cái slide con mèo em. Ờ chết cha, chị xin lỗi, tại gấp quá cái tự nhiên chị nhảy qua cái slide. Xin lỗi bạn nha. Bây giờ mình sẽ chuyển qua mình sẽ học được cái gì từ nghệ thuật chiếm đoạt. Thì bạn sẽ thấy đây là một cái series vẽ về con mèo, và con mèo này nó xuất hiện ở trong tất cả các tác phẩm nổi tiếng. Và Svetlana Petrova là một cái người nghệ sĩ người Nga, thì cô này cổ lập ra thẳng một cái trang cho cái những cái tác phẩm của cô luôn, và cổ dùng rất là nhiều cách, có những cách là cổ cắt ghép ảnh Photoshop hoặc là một cái phần mềm tương tự, rồi cũng có những cái tác phẩm của cổ là cổ vẽ trực tiếp. Thì những cái tác phẩm này nó làm cho chúng ta hiểu thêm hoặc là nhắc nhớ chúng ta về những cái tác phẩm vĩ đại trong quá khứ. Thì chị nghĩ đây nó cũng là một cái mà mình ứng dụng được cái nghệ thuật chiếm đoạt ha. Và chúng ta đang sống trong một cái không gian, trong một cái bối cảnh mà tất cả mọi thứ tiếp cận với chúng ta đều ở dạng hình ảnh. Từ một cái sản phẩm, trước khi bạn mua nó bạn cũng phải nhìn, và nói chung là tràn ngập hình ảnh. Và cái hiện tượng này nó cũng đã xuất hiện từ thập niên 60, khi mà cuối thế kỷ 18-19 cái máy chụp hình nó ra đời và nó phát triển dần dần. Và cho tới bây giờ thì mọi thứ xung quanh chúng ta nó đều tồn tại hoặc là tiếp cận với chúng ta dưới dạng hình ảnh. Và không thể nào nói được là bất cứ những cái gì mà ở trong cái bối cảnh hiện tại được tạo ra mà nó là nguyên bản. Nguyên bản có nghĩa là sao? Bạn không bị ảnh hưởng bởi cái gì hết. Nguyên bản của nghệ sĩ là bạn không có ảnh hưởng bởi bất cứ gì bạn tự tạo ra. Cái đó chỉ có ở đứa trẻ thôi các bạn. Một đứa trẻ mà nó chưa biết gì hết thì may ra nó mới tạo ra được cái nguyên bản. Còn tất cả những cái gì của chúng ta thì đều được có sẵn rồi, và mình lấy cảm hứng từ những cái đó. Thì nói tới trẻ con thì chị cũng sẽ chia sẻ tức là cái sự ảnh hưởng cũng như là cái mình tạm gọi là cái thuật chiếm đoạt đi ha, tức là người ta đã sử dụng cái thuật chiếm đoạt như thế nào. Hoặc là ví dụ như đối với chị, cái này là chia sẻ về cái công việc cá nhân thôi. Cho chị qua slide tiếp theo đi ban tổ chức ơi.
Thì đây là một cái đây là những cái tác phẩm ở lớp học của đàn cá nhỏ trong cái khóa học chuyện chưa kể trong tranh. Thì nó đây là cái cách tụi chị dạy lịch sử cho các lịch sử cũng như là văn hóa cho các bé nhỏ. Thì đối với những bé nhỏ thì nó sẽ không hiểu Mona Lisa là ai, nhưng ít ra là mình khi mình trong lớp mình dạy, mình lặp đi lặp lại cái từ đó thì nó có cái tiềm thức về một cái tác phẩm như vậy. Và thông qua cái việc dán sẵn những cái hình ảnh cho các bé, hoặc là lấy các bé làm cái hình ảnh trung tâm và cho các em thêm thắt những cái ý tưởng của mình vô, thì tụi chị dạy lịch sử cho trẻ con bằng cách như vậy. Thì cái này nó cũng cho thấy cái sự thú vị của một đứa trẻ khi mà nó cũng không hỏi, nó cũng không hỏi thành cái bà này là bà gì. Đầu tiên là nó thấy rất là nhiều cái tay như vậy, nó cũng tập đứng thành những cái tay như vậy, và sau đó thì nó vẽ những cái mà nó suy nghĩ, ví dụ như nó đặt nó vào trường hợp của cái bà đó thì sẽ có tóc như thế nào, vân vân. Thì cái này nó cũng là một cái cách, chị không nói là nó sẽ rất là tốt hoặc là khuyên mọi người nên dùng cái cách này, nhưng cái việc này nó sẽ gây hứng thú, và nó là một cái cách học có thể là mình có thể tham khảo. Hoặc ví dụ như ở trong lớp thì chị cũng dạy lịch sử thời trang cho các bạn, thậm chí là lịch sử thì chị cũng cho các bạn cắt dán những cái hình sưu tập ở trên mạng, nhưng mà sau đó thì có những bạn sẽ vẽ thêm tóc, là bạn sẽ tạo thành cái signature trong cái quyển sổ nghiên cứu của bạn bằng cách là vẽ thêm những cái đối tượng vào và cũng ghi chú, vân vân. Thì có thể nói đây là một cái cách nó tương tự giống như là cái tác phẩm con mèo ở trên đó, nó sẽ làm cho mình nhớ tới cái tác phẩm gốc rất là nhiều, rất là lâu ha. Hoặc là cho chị qua cái slide tiếp theo ha. Cái này, cái hình ảnh này chắc là sẽ quen thuộc với những bạn nào mà đang là sinh viên mà học thiết kế. Thì ban tổ chức ơi, cho chị qua cái slide tiếp theo nha. Thì đây là một cái lớp học của chị ở trường Đại học Văn Lang. Và ngoài trường Đại học Văn Lang thì chị có họ dạy cái môn cơ sở thiết kế này ở ví dụ như là FACE, cũng là một cái học viện thời trang, và chị cũng chia sẻ cái môn này tại đó. Tại đây các bạn có thể thấy là các bạn sinh viên mua sách báo và sau đó thì làm được rất là nhiều thứ từ cái việc là cắt ghép những cái hình ảnh có sẵn. Và cái này nó sẽ tạo ra một cái phương pháp thiết kế rất là nhanh. Ví dụ như trong một buổi sáng, một bạn có thể vẽ ra 5-10 mẫu, tức là vẽ ở cái phần là không phải vẽ ha, tức là sẽ phát ra được những cái mong muốn, những cái ý đồ của mình trong một cái bộ sưu tập. Và bạn từ đó, ví dụ như cái hình màu hồng này ha, tức là ở đó nó khác cái mood board ở chỗ là nó tạo ra một cách rõ ràng nhất là cái mong muốn của bạn về tỷ lệ, về chất liệu, vân vân, bằng cái phương pháp cắt dán. Thì thông qua những cái cách này á, thì mình sẽ có một cái cách học nó khá là thú vị. Ở cái slide tiếp theo thì chị xin chia sẻ với các bạn, đây là đồ án, không phải đồ án, là một cái tác phẩm của bạn Nguyễn Nhân Đức. Hình như chị nghĩ là bạn Đức cũng có ở trong cái cuộc họp này. Thì bạn Đức là sinh viên năm thứ hai của trường chị, và bạn vừa mới tham gia cái cuộc thi đánh thức truyền thống của nằm trong khuôn khổ của VFCD. Thì ở đây bạn sẽ thấy là vì bạn Đức là thi cái cuộc thi này trong cái bối cảnh dịch Covid, và bạn không có thể nào mà đi chụp hình hoặc đi may đồ được, thì Đức chọn cách là vẽ cái này trên cái phần mềm, và sau đó thì bạn sử dụng những cái hình ảnh có sẵn để bạn ghép cái cô người mẫu lên. Và khi mà nhìn vào cái bức ảnh này á, thì chị rất là xúc động là vì trong khi đó những cái bạn thí sinh khác thì bạn cũng may được đồ bạn chụp, nhưng mà Đức thì gần như là không thể đối với em ấy. Thì em đó cũng cắt ghép như vậy ha. Hoặc là ở đây là cái bo về phát triển style của Đức thì Đức cũng sử dụng những cái hình ảnh có sẵn, nhưng bạn vẽ thêm vào hoặc là cắt ghép những cái hình ảnh khác nhau, để khi mà mình nhìn vào cái bo đó thì mình phần nào mình hiểu được cái thông điệp
về có thể về style, về phong cách mà Đức muốn truyền tới. Thì đây cũng là các bạn thì các bạn cũng comment cho cái bài của Đức ha. Thì ở đây, đây nó là một cái cách mà mình đang tiếp biến cái nghệ thuật chiếm đoạt và mình sử dụng nó, mình ứng dụng nó trong cuộc sống hàng ngày, trong công việc, trong học tập. Hoặc ví dụ như khi mà chị có cơ hội được làm việc với collab á, thì chị thấy các bạn cũng khi mà brief cho designer thì các bạn cũng dùng những cái hình ảnh có sẵn và ghi chú lên, hoặc là cắt ghép vân vân. Thì cái đó nó gần như là một cái văn hóa sáng tạo của chúng ta, vì chúng ta sống trong một cái môi trường mà mình ảnh hưởng bởi tất cả mọi thứ, và mình phát triển nhờ cái việc bắt chước, sao chép, kết hợp như các bạn lúc nãy nói là remark hoặc là deconstruct hoặc là step, gọi là cắt ra xong rồi tháo ráp lại vân vân, và nó sẽ tạo thành cái mới. Và những cái điều đó nó không xấu, nó thậm chí là nó được khuyến khích nếu như bạn hiểu và bạn tôn trọng cái ranh giới giữa sao chép, chiếm đoạt, đạo vân vân. Thì nói chung là khi mà nhìn vào cái bài của Đức thì chị cảm thấy là đây đúng là một cái bài mình cần phải chia sẻ trong cái buổi hôm nay ha. Hoặc là ví dụ như gần đây rất là nhiều những cái họa sĩ trẻ, cho chị qua cái slide tiếp theo nha, rất nhiều những họa sĩ trẻ và vẽ lại những cái, tức là nhìn vào ví dụ như trong tác phẩm này mình có thể nhận ra được, các bạn có nhận ra được cái này trong phim nào không? Tại không còn thời gian nữa nên chị đi gấp 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 gấp. Ví dụ như đây là trong tác phẩm Nàng Tiên Cá các bạn. Ủa, Nàng Tiên Tuyết, chết cha. Ôi, Nàng Tiên Cá đó, lúc này là tới để xin cái lọ nước để mà uống, để mọc cái chân ra đó. Thì cái bạn họa sĩ này là Caris Nguyễn đã, khi mà chị đọc, bạn có thể search Caris Nguyễn trên Behance á, thì bạn này đã lấy trang phục của Triều Nguyễn, tức là giai đoạn trang phục Việt Nam của Triều Nguyễn, và đưa vào những cái tác phẩm của Walt Disney, những cái truyện cổ tích rất là thân thuộc. Vì rõ ràng là khi mà nhìn vào cái này á, thì tự nhiên cái mình tập trung hơn vào trang phục của Triều Nguyễn, và mình cũng mình enjoy với cái tác phẩm này, vui, dễ thương, đúng không các bạn? Và nó mọi thứ nó rất là nhẹ nhàng. Hoặc là chị là một cái người vẽ không có đẹp ha, cho chị qua cái slide tiếp theo ha. Và nhưng chị vẫn cố gắng, chị vẫn cố gắng keep in touch với cái chuyện vẽ. Và đây là một cái cách mà chị vẽ. Và những bạn mà học với chị thì đừng có cười nha, tại vì ok, cô của các em không biết vẽ. Rồi các bạn cho chị play cái clip đó được không em? Và thực ra chị học của Đức rất là nhiều cách. Dạ, đây là cái cách vẽ của chị, và nó là chiếm đoạt, đúng không bạn? Có nghĩa là tôi lấy hình ảnh này, hình ảnh kia, và tôi cắt ghép lại, và tôi đặt nó vào cái bối cảnh khác, và cuối cùng nó ra một cái ý nghĩa khác, và cuối cùng là nó cũng ra một cái bức tranh. Và ở góc độ cá nhân thì chị thấy cái chuyện mà chiếm đoạt á, nó giúp chị vẫn giữ liên lạc được với lại nghệ thuật. Tại vì bây giờ mà nói chị tả thật á, thật sự là chị rất nản luôn á, chị sẽ bỏ cuộc mất. Cho nên là chị vẫn cố gắng bằng cách là ok, mình khả năng tới đâu mình sẽ làm tới đó ha. Đó thì chia sẻ với các bạn cái tác phẩm của chị. Và chắc là thời gian đã hết rồi, cho nên hết rồi, nhưng mà lại còn phần thảo luận nữa, cho nên thôi chị sẽ nói nhanh. Trong năm nay, cho chị qua slide tiếp theo ha, thì hai bộ sưu tập thời trang, và nó cho thấy chiếm đoạt bây giờ nó là một cái nghệ thuật phổ thông ha các bạn. Nó là một cái nghệ thuật, chị xin lỗi nha, coi cái clip xong cái phải chạy lại từ đầu. Đó là một cái nghệ thuật phổ thông, và ở đây bạn sẽ thấy là tác phẩm của Gucci. Nhưng khi mà bạn coi cái bộ sưu tập này thì bạn sẽ thấy là lấy lại những cái giá trị về form dáng, về hình khối, về trang phục của Balenciaga. Nhưng họ đặt, tức là họ mix hai cái thương hiệu lại, và họ gây ra cái sự tò mò, thú vị. Và đây là cái sự kết hợp của hai cái nhà mốt ha. Hoặc ví dụ như tháng 9 là rất gần đây thôi, thì bộ sưu tập nó gọi là, bạn lên Instagram của Versace á,
sẽ là một cái logo của Versace, và khi mà on air thì cái logo đó nó chuyển thành logo của Fendi. Ủa, cái chuyện gì xảy ra vậy các bạn? Nói chung là thôi, chị xin kết thúc ở đây. Và câu hỏi đặt ra vẫn là nghệ thuật chiếm đoạt là gì vậy các em? Ha? Thôi, bây giờ chị sẽ chia sẻ qua cái phần sáng tạo tác phẩm á. Lát nữa mình sẽ recap lại nãy giờ mình đã trao đổi cái gì. Nhưng mà qua cái phần sáng tạo tác phẩm thì mặc dù mình sẽ không có thời gian để làm, tuy nhiên chị rất mong khi mà nhận được cái tài liệu này thì các em hãy bằng một cái tư duy cởi mở hơn với cái nghệ thuật này. Các bạn có thể làm, có thể nghiên cứu về một cái nghệ sĩ bằng ba cái yếu tố mà nãy giờ mình trao đổi. Mình luôn dùng ba cái yếu tố là hình thức, nội dung và bối cảnh để mình nghiên cứu những cái tác phẩm, và sau đó thì có từng bước hướng dẫn bạn có thể theo những cái bước đó và thực hiện cái tác phẩm chiếm đoạt. Và cái cách mà đăng cái tác phẩm đó để cùng join vào cái festival này với mọi người, với tất cả các cái hội thảo workshop khác thì lát nữa ban tổ chức sẽ hướng dẫn ha. Và tổng kết lại thì hôm nay chúng dạ đây là cái worksheet nãy giờ nó mới hiện lên đó, thì ở trong đây nó có ghi vào ở trong đây. Chị nghĩ là đối với một cái tác phẩm chiếm đoạt á, thì cái artist statement nó cực kỳ quan trọng. Nó sẽ giúp từng cái bước hướng dẫn này, nó sẽ giúp các bạn hiểu hơn được là một cái nghệ sĩ khi mà làm một cái tác phẩm thì bạn nói, cần nói nên được điều gì. Và đây cũng là cái hình thức học của các cái bộ môn nghệ thuật của VCVAA là Học viện Nghệ thuật Thị giác Đương đại Việt Nam. Và chị đến từ VCVAA mà, cho nên chị đã lấy một cái worksheet trong môn nghiên cứu lịch sử của VCVAA để gửi đến các bạn. Và rất mong là các bạn sẽ enjoy cái moment ok xin lỗi, enjoy cái worksheet này và có thể làm được những cái tác phẩm của mình để join cùng với lại tomorrow của chương trình. Và mình sẽ ok, chỉ có ba cái slide để nói về cái buổi hôm nay thôi. Thứ nhất, hôm nay chúng ta là một cái người thưởng ngoạn nghệ thuật, là một cái người phân tích, và có thể về nhà các bạn là người sáng tạo. Nhưng trong cái buổi thảo luận này mình phân tích và thưởng thức, và chị mong là các bạn sẽ dùng ba cái thành tố này để sau này mình luôn nói về một cái tác phẩm nghệ thuật dựa vào ba cái thành tố này, thì như vậy nó mới fair ha các bạn. Chứ bây giờ mình cứ nhìn vào hình thức, giống người này giống người kia vân vân, nhưng mà mình không biết nội dung là gì, mình cũng không biết là mục đích của cái chuyện mà người ta làm giống người này giống người kia để làm gì, thì nó không có fair đối với cái nghệ sĩ đó và với cái tác phẩm đó luôn. Và chị muốn mọi người thấy được hôm nay nè, chúng ta thảo luận, chúng ta thấy được cái độ rộng cũng như là cái sự tự do gần như là không có giới hạn của nghệ thuật. Vì khi áp vào ba cái thành tố cơ bản này thì bạn sẽ thấy nghệ thuật nó rất là tự do, và nó là lựa chọn của bạn. Bạn chọn cái gì cũng được, bạn chọn mà bạn theo đuổi nó, bạn có lý tưởng, bạn có mục đích, thì lúc đó bạn sẽ trở thành một cái artist ha các bạn. Rồi, mình cũng nói về lịch sử của nghệ thuật chiếm đoạt trong các cái thời điểm, ví dụ như đầu tiên là bắt nguồn từ những cái ready made của Marcel Duchamp, qua đó thì tới cái cắt ghép ảnh, collage ảnh của siêu thực, qua tới thập niên 60 nghệ thuật pop art, và chính thức là năm 1980 thì Appropriation Act nó mới là một cái cụm từ, nó được pháp luật bảo vệ và công nhận. Và cho tới thời điểm hiện tại thì như cái slide cuối cùng của chị về Gucci và Versace thì các bạn sẽ thấy là đó là một cái phương tiện sáng tạo, và các bạn sinh viên, tất cả mọi người chúng ta đang dùng cái đó, và chúng ta cần phải hiểu là cái nguồn gốc của nó từ đâu. Ví dụ như bạn chụp hình trên Instagram, lúc ví dụ như bạn dùng một cái filter mà nó có con này con kia, thì cái nguồn gốc sâu xa nó cũng từ cái này, hoặc là ảnh chế vân vân. Thì đó, và cuối cùng mình định nghĩa appropriation là gì, không lẽ giờ hỏi tiếp, nhưng chị muốn vẫn hỏi các bạn là appropriation là gì. Và đây là lần thứ ba, và chị muốn các bạn tiếp tục làm việc, tiếp tục quan sát, tiếp tục sáng tạo, và để có cái câu trả lời nó phù hợp nhất với bản thân của mình. Vì vẫn nhắc lại, nghệ thuật
cái sự tự do của nó là không có giới hạn, và tất cả những cái gì mà bạn làm, bạn quyết định có mục đích và bạn có một cái ý thức, có một cái ý tưởng, thì cái đó nó sẽ trở thành nghệ thuật. Dạ, chắc là chị sẽ kết thúc cái phần chia sẻ ở đây, làm phiền mọi người quá. Bây giờ còn 104 bạn ở lại. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ok, cảm ơn chị Ly rất là nhiều. Dạ. Bấm video lên, chị Ly thấy em nhá hình nên là chị Ly sợ kết thúc chương trình luôn. Dạ, ok, tại vì cũng hơi bị lố giờ đó, cho nên chị cũng ngại. Xin lỗi bạn nha. Rất là nhiều, nhưng mà em cũng tin là các bạn cũng feel được cái sự passionate của chị cho cái đề tài này, và mọi người cũng học được rất là nhiều từ những cái chia sẻ của chị, cũng như là ngay cả em thì em cũng có một số cái quan điểm mà mình nghĩ là mình cũng tiếp thu và mình có thể adjust và mình mở rộng cái cách nhìn của mình ra cho hai từ là chiếm đoạt. Dạ, thì cảm ơn chị Ly, và chị Ly cũng đã recap cái buổi ngày hôm nay. Thì không biết mọi người có thời gian khoảng 7 phút mình có thể đi qua cái phần Q&A không ạ? Tại vì rất nhiều câu hỏi dành cho chị Ly. Yeah. Mọi người có ok không? Mọi người, nếu mà mọi người thêm cho số 1 đi. Ok, okay, nhấn số 1 nha các bạn ơi. Okay. Ok. Rồi, thì mình Q&A luôn ha mọi người. Yeah. Ơi. Dạ, yeah, ok. Dạ. Yeah. Xin mời cho chị cái slide của Q&A nha. Trong cái link mà team có pass vào chat group á, mọi người có những cái câu hỏi á, nếu mà mình có những cái câu hỏi giống các bạn mà đã hỏi rồi, mình có thể bấm like nha. Thì mình sẽ chọn ra những cái câu hỏi mà có like nhiều nhất thì mình sẽ hỏi trước ha. Cái câu đầu tiên thì có lẽ là một cái câu comment trong trong cái buổi ngày hôm nay. Ok, làm thế nào để chị Ly có thể lấy ý tưởng sáng tạo như thế nào? Nghĩa là chị Ly có thể lấy ý tưởng sáng tạo như thế nào? Dạ, có nghĩa là ý tưởng sáng tạo của chị Ly từ đâu đúng không ạ? Ý tưởng sáng tạo của mình, nói cho một mình bạn nghe thôi nha. Chị là theo trường phái chiếm đoạt với em, cắt ghép mọi thứ để biến thành cái của mình. Dạ, và ý tưởng đối với chị là nó là có thể bất cứ là cái gì, và chị không có quan trọng là ý tưởng nó có hoành tráng hay không. Nó đôi khi nó là một cái điều gì đó đơn giản nhất. Ở đây chị kể chuyện, một cái chuyện ở trường Đại học Văn Lang thì có cái show 11 AM. Và cái ý tưởng để mà đặt cái show đó là 11 AM là gần tới giờ diễn rồi mà tụi chị vẫn không có tên chương trình. Và 11 giờ thì là cái tên chương trình, 11 giờ là cái chương trình đó nó diễn ra, và thế là tụi chị đã lấy cái tên 11 giờ để làm tên cho cái show chương trình. Dạ, thì khi mà kể chuyện cái đó thì nói là ý tưởng ở đâu để mà ra cái show 11 AM, dạ không có ý tưởng gì hết, tại gấp quá vân vân. Thì nhưng đó là một cái câu chuyện mà chị nghĩ là ý tưởng á, thì nó ở xung quanh chúng ta, và quan trọng là tại cái thời điểm đó bạn chọn cái gì nó sẽ trở thành ý tưởng của mình. Dạ. Ok, cảm ơn chị Ly. Câu hỏi tiếp theo là nghệ thuật chiếm đoạt có được dùng trong mục đích thương mại không ạ? Nghệ thuật chiếm đoạt có được dùng trong mục đích thương mại? Mình không rõ câu trả lời này lắm, nhưng mà các bạn sẽ thấy là trong cái trường hợp của Andy Warhol thì ổng đã bán được rất là nhiều, bán được rất là nhiều những cái sản phẩm, ví dụ như là ổng in lên những cái túi hoặc là lên những cái áo, và ổng bán rất là nhiều những cái tác phẩm mà ổng chiếm đoạt, và rõ ràng là ổng phải thương mại cái đó thì ổng mới bị kiện ha các bạn. Cho nên là và ở đây có một cái mà chiếm đoạt nó sẽ cái điều kiện của chiếm đoạt có nghĩa nó sẽ làm cho cái tác phẩm gốc lại càng nổi tiếng hơn nữa. Thì chị không rõ câu hỏi của bạn, nhưng mà ví dụ như trong trường hợp của Andy Warhol thì rõ ràng là cả hai bên đều có lợi. Andy Warhol cũng có một cái sản phẩm để bán, và bản thân cái thương hiệu đó họ cũng được mọi người quảng cáo thông qua cái tác phẩm của Andy Warhol. Tại vì thật ra là chị không rõ cái câu hỏi này lắm, cho nên hoặc là ý của em nếu là trong thương mại có chiếm đoạt không? Dạ xin lỗi, chị không có, không rõ lắm về thương mại ha. Dạ.
Ok, câu hỏi tiếp theo, làm thế nào để sáng tạo khi vấn đề bản quyền trùng lặp ý tưởng trong thời đại mà dường như mọi ý tưởng đều có thể giống hoặc người khác đã làm? Cái này em nghĩ là ở trong trong cái chia sẻ của chị Ly thì mình chị Ly cũng có chia sẻ cho các bạn về gần như là vì chỉ có những đứa trẻ thôi đúng không chị Ly, là những người Vâng. mới có thể là làm một cái gì đó nó nguyên bản, còn tất cả khi mà mình đã lớn mà mình tiếp thu, mình bắt đầu biết tiếp thu thì mọi thứ nó đã là cái sự sáng tạo của mình đã là sự tiếp nhận từ lấy cảm hứng từ từ mọi thứ xung quanh của mình rồi thì mình nghĩ À, là ý ý tưởng có thể giống nhưng khi mà em đặt vào một cái bối cảnh khác thì nó sẽ trở thành một cái ý tưởng khác. Thì vẫn quay lại cái chuyện là ba cái yếu tố ở đây mình gọi là yếu tố nghệ thuật của một cái tác phẩm nghệ thuật, nhưng mà không, nó là của một cái tác phẩm, là một cái sản phẩm luôn, thì bạn hãy đặt cái đó và bạn thay đổi bối cảnh, hình thức hoặc là nội dung của nó, thì mặc dù là cũng từ một cái nguồn đó, nhưng mà với cái sự thay đổi và mismatch đó cộng với lại cái cá nhân của bạn nữa thì nó sẽ khác. An ơi, sao chị không nghe tiếng của em? Sorry, em Em ok. move đúng không? Ok. Ok, câu hỏi tiếp theo. Em cũng hay lấy những hình ảnh có sẵn và sử dụng cho chính bài vẽ của mình. Nhưng khi nghe qua buổi workshop này thì em thấy rất hay và thú vị và hiểu hơn về những gì mình đang làm. Em cũng có câu hỏi, nếu như mình phổ biến cách làm này thì liệu hội họa hay vẽ tay truyền thống sẽ bị lu mờ không ạ? À, chị hỏi một câu này, em có muốn hội họa truyền thống hay vẽ tay bị lu mờ không? Nếu như xã hội này tất cả chúng ta muốn điều đó thì chắc chắn là điều đó nó sẽ xảy ra. Và chắc là bạn cũng biết về AI, về tức là vẽ mà nhân tạo, trí tuệ nhân tạo có thể vẽ ra những cái bức tranh đẹp như con người. Thì có thể 100 năm nữa, 200 năm nữa, biết đâu là cái đó nó không còn nữa, nhưng cái gì mà bạn vẫn còn yêu mến, vẫn còn quyến luyến thì nó sẽ còn. Còn nếu như cả nhân loại này không còn muốn vẽ tay mà chỉ muốn cắt dáng giống như em thôi thì nó ở lại làm gì, đúng không các bạn? À, thì chị nghĩ cái đó là lựa chọn của mọi người thôi. À, em lựa chọn như vậy nhưng mà xung quanh em còn rất là nhiều người họ vẫn sẽ lựa chọn cái cách truyền thống, thì mình đợi xem thử cái chuyện gì nó sẽ xảy ra. Ok. Ok, cảm ơn chị Ly. Và mình chọn một câu hỏi cuối cùng nha. Câu này là được cũng like nhiều nhất trong các câu hỏi. Chị ơi, liệu nghệ thuật chiếm đoạt có khiến mình đi vào lối mòn không ạ? À? Nghệ thuật chiếm đoạt có khiến mình đi vào lối mòn. À, câu này thì chị cũng thấy nó hơi khó hiểu. À, đi vào lối mòn tức là mình sẽ chiếm đoạt giống như như những người khác đúng không em? Có nghĩa là ví dụ như em sẽ thấy là anh đi qua hồ, ổng có cái cách như, nhưng mà chị nghĩ là đi theo lối nào là do mình đi theo lối mòn thì nó sẽ mòn, còn mình đi theo lối khác. Nên là chị nghĩ là vậy. Chị xin lỗi nha, chị không hiểu rõ câu này lắm. Nhưng mà theo chị thấy là vậy á, lối mòn là do em chọn. Em chọn đi theo con đường mà người khác đã đi thì nó sẽ mòn. Còn em mạo hiểm, và mạo hiểm trong nghệ thuật á, thì nó sẽ phải trả giá nha bạn. À, ví dụ như bạn thấy Van Gogh ha, ông sẽ chết trong hoàn cảnh rất là khó khăn, rất là nhiều những nghệ sĩ họ, nhưng mà khi mà họ chết đi rồi á thì mọi người mới nhìn nhận lại cái điều đó. Thì chị nghĩ là đi một cái lối mới á, nó thú vị, nó có thể đưa bạn tới gọi là vinh quang, nhưng đôi khi bạn chết trong rừng mà không ai biết cả. Thì chị nghĩ là đi vào lối mòn hay là đi vào lối không mòn là do mình chọn, chị nghĩ là như vậy. Ok, xin lỗi, cũng không hiểu rõ lắm. Cảm ơn câu hỏi của chị Ly thì chắc em sẽ take một cái point từ câu trả lời từ chị Ly để có thể mình closing cái buổi ngày hôm nay ha. Đó là lối mòn là do mình chọn đi theo con đường người khác đã đi thì nó mới có lối mòn, đúng không? Từ quan trọng em nghĩ trong cái câu này đó là từ chọn. Mình chọn, nếu mà mình chọn đi theo cái cách mà người khác đã đi, mình chọn để take một cái easy way thì nó sẽ thành lối mòn thôi.
Thì hy vọng là các bạn qua cái buổi chia sẻ ngày hôm nay, các bạn sẽ được truyền cảm hứng rất là nhiều, được motivate. Mỗi người có một cái cách học khác nhau, không có gì là đúng và cũng không có gì là định nghĩa đúng sai. Nó rất là nó tùy vào cái quan điểm của mình và tùy vào cái chủ đích của mình tại thời điểm đó. Ok, thì cảm ơn chị Ly rất là nhiều cho cái buổi chia sẻ ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã ở đến gần 10 giờ tối rồi, nhưng mà chúng ta vẫn còn 91 bạn ngồi ở đây. Thì ban tổ chức rất là appreciate các bạn và appreciate chị Ly đã nói xuyên suốt hơn 2 tiếng đồng hồ và rất là passionate. Mình nghĩ là sẽ có trong tương lai, là hy vọng là sẽ có những cái buổi chia sẻ khác từ chị Ly với những cái đề tài mà các bạn quan tâm, thì ban tổ chức cũng sẽ gửi đến cho các bạn những cái câu hỏi để các bạn có thể input cho chương trình và có thể suggest những cái đề tài mà các bạn mong muốn các diễn giả của mình chia sẻ trong tiếp theo. Và mình cũng chia sẻ một chút về cái content là Tomorrow. Đó là một cái dự án của Liên Hoan Sáng Tạo và Thiết Kế Việt Nam 2021. Thì các bạn tham gia chương trình này, các bạn có thể chụp lại cái hình ảnh của mình hoặc là cái moment mình enjoy, hoặc là bất kể moment nào mà làm cho bạn nghĩ tới VFCD. Thì bạn có thể, khi mà bạn có Instagram account, thì các bạn có thể post lên và hashtag Tomorrow cho chị qua cái slide tiếp theo nha. Hashtag Tomorrow, hashtag VFCD 2021, và đính kèm cái vị trí location của vào bài đăng, thì cái hệ thống của mình nó sẽ tracking trực tiếp và nó lấy cái điểm nhìn của cái tấm ảnh của các bạn và nó tạo thành một cái artwork lớn với cái concept là kính vạn hoa. Tất nhiên là mỗi giây phút, mỗi thời điểm, mỗi lần mình nhìn vào nó, mỗi cái góc mình nhìn vào nó thì nó sẽ ra một cái hình ảnh khác nhau. Thì cũng mong muốn là khi chúng ta làm sáng tạo cũng vậy, chúng ta sẽ có nhiều góc nhìn, nhiều khía cạnh khác nhau, và chúng ta đều tôn trọng cái góc nhìn và khía cạnh của mỗi người. Mình sẽ không nói nhiều nữa, và cũng mong là các bạn sẽ có một đêm ngon giấc và có thể theo dõi thêm các chương trình của Sáng Tạo Mơ Ơi mở ra tại link mà ban tổ chức đã gửi vào chat box, và theo dõi Facebook của VFCD để có thể join những cái chương trình khác mà trong cái liên hoan năm nay ban tổ chức có gửi đến cho các bạn ha. Ok, cảm ơn mọi người. Làm bài cho tụi em nhớ làm bài. Ban tổ chức sẽ gửi lại các bạn worksheet qua email ha. Và bây giờ các bạn có thể mở camera lên để mình chụp một tấm ảnh lưu niệm cùng ban tổ chức nha. Em có thể chiếm đoạt một cái filter từ snap camera để chụp hình không chị Ly? Em có chuẩn được, bị em sẽ ôi. Ok. Dạ. Có chiếm đoạt không chị? Dạ, tùy trong bối cảnh, trong bối cảnh của bài học hôm nay chị nghĩ là chiếm đoạt. Ok, mời mọi người mình cùng mở camera để ban tổ chức có thể chụp hình nha. Trong Zoom á, nó có chọn video filter, mọi người có thể chọn. Giờ mình thích con chó, mình có thể chọn con chó. Ok, rồi. Mọi người cùng ready nha. Mình sẽ posing khoảng 5 giây để ban tổ chức có thời gian để chụp ảnh nha. Ok, ban tổ chức ready rồi đúng không? Ok, 2, 3. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chúc mọi người ngủ ngon, mọi người giữ gìn sức khỏe nha. Và nếu cho những bạn mà chưa đăng ký, còn 2 buổi workshop nữa vào thứ 6 và thứ 7 thì các bạn có thể vào link để đăng ký ha. Và ngày mai mình sẽ nói về đề tài về điện ảnh và giáo dục điện ảnh. Thì rất là mong sự có mặt của các bạn trong buổi ngày mai để mình có thể trao đổi và có một cái buổi chia sẻ cùng với diễn giả là anh Trần Thanh Huy, đạo diễn của phim Ròm. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Rồi, tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại ở các workshop sau.